Chương 960, Đồng Thước Đài, Thiên Kiêu Lôi. 3. Nghe thấy Thẩm Thiên nói vậy, rất nhiều thiên kiêu của Đông Hoang cũng nhao nhao nói theo, vậy chúng ta cũng đi cùng Thẩm huynh. Đúng vậy, chúng ta cũng đã lâu chưa về học cung, lần này trở về, chúng ta nhất định phải gặp nhau. Bọn họ đều từ Tắc Hà học viện đi ra, bởi vì đại kiếp bộc phát nên ai nấy đều về thủ hộ thánh địa nhà mình. Bởi vậy, cũng đã nhiều trăm năm chưa về Tắc Hà học cung. Vừa vận nhân cơ hội này quay lại thăm xem Chủ yếu nhất là bọn họ muốn đi theo bên cạnh Thẩm Thiên. Dù sao Thẩm Thiên cũng được công nhận là khí vận chi tử, đi theo hắn chắc chắn không tệ. Thẩm Thiên gật đầu cười nói, "Được, vậy chúng ta cùng trở về." Mọi người chuẩn bị sơ qua một chút rồi cùng nhau khởi hành tiến về Tắc Hạ Học Cung. Đô Thiên phủ, phủ này không chỉ đứng đầu chính phủ ở Trung Châu mà còn là căn cứ địa của Đại Hoang Tiên triều. Tình huống nơi này cũng không giống với những nơi khác ở ngũ vực. Bốn phía mờ mờ sương khói bừng bừng sinh cơ, không hề giống với thời kỳ hoạn loạn. Có thể nói, trong ngũ vực, Đô Thiên Phủ là một trong số rất ít nơi chưa bị tà linh xâm nhập. Dù sao tà linh giáo cũng còn chưa có lá gan và thực lực kia, chưa dám phát động tấn công toàn diện với đại hoang tiên triều. Đoàn người thẩm thiên nhanh chóng đuổi tới thành thiên thánh của Đô Thiên Phủ. Nơi này phồn vinh yên ổn, người đông nghìn nghịt, vô cùng náo nhiệt. Có rất nhiều tu sĩ ngũ vực cũng ở đây, bởi vì đại kiếp giáng lâm, các nơi lâm vào chiến hỏa phân tranh, ngày nào cũng nơm nấp lo sợ bầu không khí vô cùng khẩn trương căng thẳng bởi vậy vừa vào thành thiên thánh thần sắc căng thẳng của mọi người cũng dần dần trầm tĩnh lại vương thần hư đề nghị thẩm huynh không bằng chúng ta tới đồng tước đài ngồi một chút đã cũng coi như bày tiệc tẩy trần cho ngươi chúc mừng ngươi bình an trở về đồng tước đài là một nơi rất có giá trị kỷ niệm trước kia khi lần đầu bọn họ tới tắc hạ học cung đã gặp nhau ở đồng tước đài nơi này chứa đựng hồi ức trăm năm của cả đám người Thẩm thiên gật đầu, hắn cũng muốn tới đồng tước đài nhìn xem, dù sao thì cũng đã tới thành thiên thánh rồi, cũng không cần vội vã phải tìm hoang thạch đế quân ngay. Bế quan suốt 180 năm, thẩm thiên cũng muốn nhìn xem bên ngoài có gì thay đổi. Một đoàn người đi về hướng đồng tước đài, mọi người vừa đi vừa cười nói, kể lại chuyện cũ năm xưa đại chiến thiên kiêu Trung Châu ở nơi này. Các người biết không, lúc trước chúng ta đã ác chiến với mấy trăm thiên kiêu Trung Châu ở nơi này này, đều là thánh tử thời đó đó. Ha ha, chúng ta đều là tân sinh, vậy mà đánh được đám học sinh cũ kia vãi tè ra quần. Khổ đa phấn chấn hứng khởi kể lại sự tích năm xưa với mọi người xung quanh. Lúc này, vương thần hư vò đầu nói, tên chọc kia, hình như chuyện này không liên quan đến ngươi. Ta nhớ năm xưa ngươi vừa lên một trận đã bị đánh sưng u khắp đầu, tài hoa xuất chúng. Vương thần hư còn nhớ rõ ràng, lúc trước trong trận chiến với thiên kiêu Trung Châu, thế hệ bọn họ đã ăn khổ nhiều. Còn thua đến rối tinh rối mù, mất mặt vô cùng. Vương thần lư nghi ngờ nhìn chằm chằm khổ đa, trong lòng thầm bĩu môi. Làm sao, chuyện mất mặt như thế mà con lừa chọc này cũng có thể lấy ra để khoác lác. Khổ đa, khổ khổ, vị thí chủ này, bần tăng không biết ngươi đang nói gì. Nhưng chửi bới danh hào của ta như thế là giáp tâm gì? Có phải ngươi muốn luận bàn với ta thử không? Ta thấy khẳng định là ngươi muốn luận bàn với ta. Nếu vậy, chúng ta luận bàn một chút xem. Khổ đa hai mắt sáng ngời bình tĩnh nhìn vương thần lư lầm bẩm lầm bầm mãi không ngừng vương thần hư sạm mặt lại mắt trợn trắng nha thật biết tranh thủ bắt nạt vương mỗ chờ vương mỗ tu thêm mấy trăm năm tuổi thọ nữa sẽ gọt chết con lừa chọc nhà ngươi đương nhiên vương thần hư sẽ không nói lời này ra dù sao thì nói ra thế nào cũng bị đánh với trạng thái hiện tại của hắn có thể nói là không đánh nổi ai thấy một màn này cả đám người đều lắc đầu cười những người khác cũng đang thảo luận chuyện vui năm xưa bầu không khí hòa hợp vui vẻ Bọn họ lúc này như hồi ức lại kỷ niệm thiếu niên nghĩa khí chỉ điểm Giang Sơn khi xưa. Chỉ có điều, 180 năm đã qua, có rất nhiều chuyện đã là cảnh còn người mất. Có một vài người, một số việc đã triệt để chôn vùi trong cõi đời này. Nghĩ vậy, cả đám người đều thở dài, Thẩm Thiên thì không có nhiều cảm xúc như vậy, bởi vì hắn đã bế quan một lèo 180 năm. Mà trong thế cờ hồn thiên, Thẩm Thiên cũng tiến vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất, vật ngã lưỡng vong thời gian lặng lẽ trôi qua, tuế nguyệt như thoi đưa. Với hắn, 180 năm tựa như một cái chớp mắt mà thôi, thoáng cái đã biến mất. Bởi vậy, lúc này thẩm thiên vẫn hoàn toàn giữ nguyên tâm tính thiếu niên, không hề cảm khái giống đám người kia. Được được, chúng ta tới đó ngồi. Hôm nay chúng ta cùng uống rượu tâm sự, chúc mừng sư đệ bình an trở về. Phương thường lên tiếng đề nghị, chuẩn bị tiến vào kim hoàng các. Đông đông đông, đúng lúc này, có âm thanh ẩm ý vang lên từ dưới lầu. Tiếng động ầm ĩ kịch liệt, còn có cả trận trận đạo pháp oanh minh dung động thiên địa. Đã xảy ra chuyện gì? Mọi người đều tò mò nhìn sang thì thấy dưới lầu Đồng Tước Đài có một lôi đài to lớn. Lôi đài dày đặc minh văn, lượn lờ pháp tắc, tản ra khí tức cường đại. Những thứ này đều do cường giả đỉnh cao chế tạo ra, dưới cấp thánh không ai có thể phá. Mà trên lôi đài đang có một đám thiên kiêu trẻ tuổi luận võ. Chương 961: Thiên kiêu thay mặt Giang Sơn một, tiếng vang vừa rồi chính là do thiên kiêu đang luận bàn trên lôi đài gây ra. Thấy cảnh tượng này, thẩm thiên cười hỏi, sao trong đồng Tước đài lại có thêm một lôi đài thế này? 180 năm trước, khi bọn họ tới thì không có những thứ này. Tề thiếu huyền cười nhạt nói, thẩm huynh, năm xưa chúng ta và thiên kiêu Trung Châu không đánh không quen, cuối cùng đã biến chiến tranh thành tơ lụa, việc này được ca tụng truyền khắp tắc hạ. Về sau, Thạch Linh, Thạch Khuê cùng các đời thánh tử đề nghị thành lập thiên kiêu lôi ngay trong đồng tước đài này. Mỗi khi đến mùa tắc hạ học cung chiêu sinh đều cổ vũ các thiên kiêu hữu hảo luận bàn. Các thiên kiêu bên dưới đều là học viên tân sinh thế hệ này. Thẩm thiên kinh ngạc hỏi, không phải 100 năm tắc hạ học cung mới chiêu sinh một lần sao? Tính toán thử thì hẳn là còn thiếu hai chục năm đi. Trương Vân Đình giải thích, sau khi tà linh ngoại vực xâm lấn với quy mô lớn, thời hạn tắc hạ học cung chiêu sinh đã rút ngắn từ 100 năm còn 30 năm, bao gồm cả niên hạn chiêu sinh tại các thánh địa lớn cũng được rút ngắn, để có thể nhanh chóng bồi dưỡng ra cường giả chống lại tà linh ngoại vực. Cho nên, mấy đời thiên kiêu này đều trưởng thành vô cùng nhanh, vượt xa trước kia. Trương Vân Đình cười khổ lắc đầu, trong lòng cảm khái vạn phần. May mà chúng ta xuất đạo tương đối sớm, lại có bổ thiên đan của sư đệ phụ trợ. Nếu chậm thêm vài đời nữa, nói không chừng chẳng có phần cho mình nữa. Lũ tiểu gia hỏa bây giờ, đứa sau biến thái hơn đứa trước nghe lời giải thích của trương vân đình hai mắt thẩm thiên sáng lên hắn nhìn thiên kiêu lôi đầy hứng thú hắn cũng muốn xem thử thiên phú của đại thiên kiêu này như thế nào giờ đây tà linh tộc xâm lăng tuy là thời đại hỗn loạn và thảm họa nhưng nó cũng là một thời kỳ hoàng kim trong thời đại này sẽ có rất nhiều tuyệt đại thiên kiêu được xuất thế bọn họ sinh ra để chống lại đại thế và được thiên địa đại đạo che chở bất luận là sức mạnh hay thiên phú thì những thiên kiêu này đều vượt xa các thế hệ trước thêm nữa Khí vận của bọn họ vô cùng cao, họ hoàn toàn xứng đáng là đứa con khí vận. Suy cho cùng, chỉ có khí vận cao mới có thể dễ dàng lấy được cơ duyên và nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hơn. Lúc này, các thiên kiêu đang chiến đấu trên thiên kiêu lôi. Tiếng ầm ầm liên tục truyền đến, âm thanh vang lên kịch liệt cuồn cuộn không ngớt. Tất cả thần năng khủng bố quét ra, uy thế kinh thiên động địa. Mọi người nhìn chằm chằm vào họ, chỉ thấy hai thanh niên tầm 20 tuổi đang bàn bạc với nhau. Một trong số họ là đại thánh tử của Thiên đỉnh Thánh địa, cự đỉnh màu bạc khổng lồ lơ lửng trên đầu, bùng nổ sức mạnh vạn quân. Lúc này, tu vi của hắn ta đã đạt đến Nguyên Anh đỉnh phong, khí tức cực kỳ khủng khiếp, đặc biệt là tiến hóa từ bát chuyển kim đan. Có thể đạt được Nguyên Anh đỉnh phong tiến hóa từ bát chuyển kim đan ở độ tuổi này, chắc chắn là người có thiên phú tuyệt đỉnh. Nếu như chỉ có đại thánh tử đời trước của Thiên đỉnh Thánh địa mới có thể đạt tới cảnh giới này, thì thế hệ Thiên đỉnh Thánh tử này có thể đạt được thành tích như vậy khi mới có 20 tuổi đủ thấy thiên phú của hắn ta rất cường đại. Chủ yếu do đại kiếp nạn ập xuống, các thiên địa cũng cảm thấy nguy hiểm mới có nhiều thiên tài xuất thế như vậy. Hơn nữa, thế lực của các đại thánh địa muốn tạo ra cường giả càng sớm càng tốt, bên ngoài họ mở ra phúc địa tu luyện, chiêu mộ nhân tài và hết lòng bồi dưỡng. Thiên phú và sức mạnh của thế hệ thiên kiêu này quả thực vượt trội hơn so với thế hệ trước. Nhưng đối thủ của hắn ta càng khủng bố hơn nữa. Đó là một chàng trai mặc áo đạo bào bát quái, khí tức thư sinh nho nhã, nở nụ cười nhàn nhạt trên mặt khí chất phi phàm y cầm trên tay một la bàn bát quái cổ xưa khí tức cũ kỹ nhưng lại tỏa ra sự uy nghiêm đe dọa dáng đứng trên lôi đài của người này như dung hòa với thiên địa khiến người ta không thể nào nắm bắt được bóng dáng của y tu vi của y cũng là nguyên anh đỉnh phong nhưng tiến hóa từ cửu chuyển kim đan nguyên anh đỉnh phong khí thức cực kỳ khủng bố cả hai đang chiến đấu điên cuồng bùng nổ uy thế mãnh liệt nhưng thánh tử của Thiên đỉnh thánh địa đã bị người kia nắm trong tay, không có đất phản công. Người đó tế xuất bát quái bàn, sức mạnh bí ẩn lập tức bộc phát, lan rộng khắp thiên địa. Những hoa văn kỳ dị biến thành bức màn sáng, cấm cửa toàn bộ khu vực kia. Hư không hỗn loạn và uốn éo trong chớp mắt, nó biến thành các vết nứt sau đó vỡ tung ầm ầm. Đến khi quang mang tan biến, Thiên đỉnh thánh tử đã bị thương nặng và mất khả năng chống cự lại từ sớm. Ngược lại, chàng trai mặc trang phục bát quái kia trông có vẻ hờ hững giống như y không hao tốn sức lực gì đột nhiên hiện trường hô lên gia cát tư mã quá mạnh mẽ ngay cả thánh tử của thiên đỉnh thánh địa cũng không đỡ nổi một đòn tấn công của y khi y phất tay đã có thể bày trí ra đại trận kinh khủng như vậy không hổ danh là tông tư của tràng vực sức mạnh này có thể xếp hàng đầu trong bài danh của một trong các đại thiên kiêu ở tắc hạ học cung mọi người cảm thán không ngớt tất cả đều khiếp sợ trước sức mạnh của gia cát tư mã thẩm thiên cũng hơi tò mò có thể nói những tu sĩ hiểu rõ Tràng vực là rất hiếm có. Loại sức mạnh này khác với luyện khí và luyện thể, nó lợi dụng pháp lực tự thân và sức mạnh thể chất để chống lại. Bọn họ lợi dụng sự hợp tác qua lại của thiên địa đại thế và trận pháp mà xây dựng ra một chỗ nguy hiểm để đối phó với đối thủ. Chương 962, Thiên Kiêu thay mặt Giang Sơn. Hai, nếu người tu luyện loại sức mạnh này lớn lên thì có thể bố trí đại trận vô thượng ngay tức khắc. Tràng vực sư có tác dụng rất lớn trên chiến trường thậm chí có thể đạt tới trình độ một người chống lại nghìn quân. Trương Vân Đình giải thích, người này tên là Gia Cát Tư Mã, là thiên kiêu đứng đầu của gia tộc Gia Cát Ẩn Núp. Y là người truyền thừa hai đại trận pháp thế gia của Gia Cát Tư Mã, vô cùng thông thạo sức mạnh tràng vực. Có người nói rằng, Y chỉ ba bước là có thể bày trí một đại trận, lợi dụng sức mạnh tràng vực để vây giết đối thủ. Vào thời khắc đỉnh phong, Y thậm chí có thể bố trí đại trận vô thượng vây giết thiên tôn hậu kỳ. Sức mạnh của gia tộc ẩn thế hoàn toàn không thua kém thánh địa thậm chí ở phương diện nào đó nó còn vượt xa hơn gia tộc ẩn thế lưu truyền muôn đời ẩn núp với bên ngoài không tham gia tranh đấu với ngoại giới phần lớn truyền thừa trong tộc đều được giữ gìn tốt bản lĩnh thâm hậu khó lường sức mạnh vô cùng cường đại vì vậy khi gia tộc ẩn thế xuất hiện đó là chuyện tốt đối với tu sĩ năm vực họ có thể cùng nhau chống lại tà linh thẩm thiên khẽ gật đầu đại kiếp nạn này đối với toàn bộ năm vực không ai có thể đứng ngoài cuộc nếu gia tộc ẩn thế không ra tay thì bọn họ cũng sẽ chết khi tất cả tu sĩ năm vực bị diệt sạch. Nhưng người gia cát tư mã này thật sự không tầm thường, nếu vào thời điểm trăm năm trước thì chắc chắn sẽ là thiên kiêu đứng nhất. Không chỉ là thế gia ẩn náu, còn có rất nhiều người mới xuất hiện ở các thánh địa khác. Tề Thiểu Huyền bước ra, ánh mắt hiện lên tia sáng tím, vô cùng thâm thúy. Y đảo mắt, nhìn một khu vực trên lôi đài, nói: "Thẩm huynh, nhìn đi." Thẩm Thiên nghe xong, nhìn sang khu vực khác. Đạo văn bay lên trời và kéo dài, có hai thiên kiêu đang chiến đấu. Một người trong đó có thân hình vạm vỡ, khí thế vạn quân. Sau lưng hắn ta ngưng tụ ra một cây côn lớn nghìn trượng, uy thế như biển sâu khó lường, giống như muốn nuốt chửng thiên địa. Rõ ràng đây là thiên kiêu của Thái Hư Côn tộc, đang thi triển côn bằng pháp vô thượng của côn tộc. Chẳng qua, tu vi của người này là Thiên Tôn sơ kỳ nhưng sức mạnh lại cực kỳ kinh người. Đối thủ của hắn ta là một lão nhất bối thiên kiêu tu vi Thiên Tôn hậu kỳ nhưng trong tay người này, lão nhất bối thiên kiêu vốn không thể chống trả. Hắn ta sử dụng côn vi bằng vô thượng pháp, muôn vàn thần quang, nuốt trưởng hư không vô tận. Trong phút chốc, đối thủ của hắn ta bị đánh bại và tháo chạy đổ máu. Cảnh tượng này khiến vô số người kinh ngạc. Tề Thiểu Huyền thản nhiên nói, người này là côn bằng tử, con trai của tộc trưởng côn minh của Thái Hư Côn Tộc ở Bắc Hải. Hắn ta đã thành công hòa bằng ở tuổi 35, côn bằng pháp của hắn ta là thiên hạ vô địch. Chiến lực của Côn Bằng Tử cực kỳ mạnh, thậm chí lấy tu vi Thiên Tôn sơ kỳ của hắn ta có thể chiến đấu với Thiên Tôn đỉnh phong. Thẩm Thiên gật đầu, hắn đã nắm vững Côn Bằng pháp, đương nhiên cũng hiểu được. Côn Bằng Tử có thể hóa bằng thành công ở tuổi 35, hơn nữa đã tu luyện Côn Bằng pháp tới trình độ thâm sâu, thiên phú cực kỳ phi thường. Sau đó mọi người rời mắt nhìn đến một chiến trường khác. Nơi đó có rất nhiều lửa thần cực kỳ chói mắt, những ngọn lửa rực cháy bay lên cao, đốt cháy cả vòng trời thành hư vô. Toàn bộ khu vực đều bị đắm chìm trong ngọn lửa vô tận, uy thế mênh mông giống như ánh sáng mặt trời rực rỡ, soi chiếu cửu tiêu. Dưới ánh lửa chập chờn, mơ hồ có thể thấy 10 bóng người đang điều khiển ngọn lửa thần vô tận chiến đấu với 10 vị thiên kiêu. Nhìn thấy cảnh này, Thẩm Thiên lộ vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện những ngọn lửa này đều từ Thái Dương chân hỏa. Tuy độ thuần khiết không bằng hắn nhưng uy thế vẫn cực kỳ khủng bố, có thể thiêu đốt thiên tôn. Tề Thiểu Huyền giới thiệu một lần nữa, 10 người này là thập đại thiên kiêu của thần hỏa xích ô tộc ở Nam Cương, chiến lực vô cùng cường đại. Bộ tộc này là hậu duệ của Kim Ô, họ có mang một phần huyết thống của Kim Ô. Thần hỏa xích ô tộc vốn là một tay chơi lửa, có thể điều khiển sức mạnh của nhiều ngọn lửa khác nhau. 10 vị thiên kiêu thần hỏa xích ô tộc này là ngọn lửa trí tôn, có thể nắm vững thái dương thần hỏa từ lúc mới sinh ra. Cho nên bọn họ cũng được gọi là thập đại Kim Ô. Thậm chí còn có tin đồn cho rằng bọn họ là Kim Ô đại đế và cử tử chuyển thế từ thời thượng cổ. Thẩm Thiên nghe xong, tỉ mỉ quan sát, sau đó khóe miệng khẽ giật. Hắn nhìn xuyên qua ngọn lửa vô tận, cuối cùng nhìn thấy dáng vẻ của thập đại Kim Ô kia. Cả 10 người đều có bộ dạng giống nhau, tóc vàng mắt vàng, thái dương chân hỏa chuyển động, khí thế đáng sợ. Người cầm đầu có thân hình cao lớn, khí tức sục sôi, mạnh hơn những huynh đệ khác một chút. Khí tức của những người khác cũng tương tự như nhau chỉ có người cuối cùng vẻ mặt uể oải cảm giác hơi thiếu dinh dưỡng nhìn thấy cảnh này khóe miệng của thẩm thiên hơi co giật lời đồn này làm sao vậy đây quả thực á à kim ô đại đế và cửu tử chuyển thế đó đặc biệt là tiểu tử cuối cùng giống hệt với đệ thập kim ô người phát triển không tới khi đó sau khi nghe mọi người giải thích thẩm thiên hiểu sơ về tình hình hiện tại về cơ bản mỗi thế lực lớn đều có rồng họ đều là những người có thiên phú tuyệt đình Ví dụ như Long hoàng nữ thần bí Ngao Tuyết từ Bắc Hải, mang huyết thống Long tộc và Phượng tộc. Đạo văn thiên sinh thủy hỏa âm dương, có thể khống chế thuộc tính kép của băng và lửa. Nàng đã tu luyện chân long đế kinh đến cảnh giới viên mãn khi còn trẻ và đột phá đến thiên tôn cảnh vào năm 21 tuổi, đứng vị trí tuyệt đối so với các cường giả cùng thế hệ. Chương 963, Thiên Kiêu thay mặt Giang Sơn. 3. Trung Châu cũng xuất hiện nhiều thiên kiêu mạnh mẽ, tiêu biểu nhất là đệ tử thân truyền Thạch Thiên Tử Thạch Trung Ngọc. Hắn ta đã tu luyện Thái Cổ Đế Kinh và Chu Thiên Đạo Kinh, đạt đến tu vi Thiên Tôn cảnh khi chỉ mới 32 tuổi. Một chiêu Hồn Thiên Thần Quyền bất khả chiến bại của thế hệ trẻ. Người này từng dùng Thiên Tôn trung kỳ để xé nát chân thánh, danh hiệu mơ hồ là đệ nhị thiên tử. Nhưng cuối cùng, tầm mắt của mọi người đều tập trung vào một khu vực. Ở nơi đó cũng có hai vị thiên kiêu đang so tài. Một trong số đó có người mày kiếm và mắt sao, đôi mắt lấp lánh có thần, thân hình cao lớn. Hắn ta mang theo một thanh trường kiếm dài 3 mét, khí tức hào hùng, kiếm ý bay lên trời. Tóc đen như thác chảy, hắn ta mặc trang phục của thần tiêu thánh tử, khí chất bên ngoài siêu phàm thoát tục, không nhiễm bụi trần. Người này có lôi đình rực rỡ bao quanh cơ thể, điện quang nhấp nháy, hơi thể hết sức khủng khiếp. Phía đối diện hắn ta là một chàng trai trẻ tuổi mặc trường bào lửa đỏ, sau lưng có lục luân liệt dương sáng chói mọc lên, uy thế cuồn cuộn dâng trào. Hai người này đều là đại thánh tử một người của thần tiêu thánh địa và người còn lại của cửu dương thánh địa vì truyền thống lâu đời của một thánh tử ở thánh địa thẩm thiên nghiễm nhiên trở thành thánh tử đời trước nhìn thần tiêu thánh tử đời này đấu với cửu dương thánh tử mới tất cả mọi người đều kinh hô thần tiêu thánh tử và cửu dương thánh tử đời này liếc mắt nhìn nhau không nói gì đánh nhau tiếp tục thiên kiêu lôi bắn ra thần quang vô tận gây ra một vụ nổ kinh thiên động địa trong chớp mắt tiếng nổ vang trời lửa cháy dữ dội lôi đình vô tận đan sen với ngọn lửa rực cháy bộc phát ầm ầm khiến cho không gian xung quanh xuất hiện vô số khe hở có thể bị nghiền nát bất cứ lúc nào nhìn thấy cảnh tượng này hai mắt mọi người đều sáng lên bọn họ có thể thấy rằng tu vi chiến đấu của hai người đều là nguyên anh đỉnh phong tiến hóa từ cửu chuyển kim đan nhưng sức mạnh bộc phát ra có thể so sánh với thiên tôn trung kỳ hết sức phi thường khi đạt được thành tích như vậy ở độ tuổi này với sức mạnh và tư chất của bọn họ thì khoảng trăm năm trước ngay cả trưởng lão thánh tử cũng không phải là đối thủ của họ mọi người tiếp tục quan sát bèn nhận ra tình huống trận chiến có thay đổi khí tức của thần tiêu thánh tử đời này đột một thay đổi trở nên cực kỳ oai phong lôi mang to lớn bao quanh cơ thể giống như hòa vào một thể cùng lôi đình giờ phút này hắn ta như hóa thân thành thần linh vô thượng nắm giữ thiên kiếp mong muốn hủy diệt loài người thần tiêu thánh tử đời này vung tay lên kéo theo hỗn nguyên thần lôi vô tận thanh trừ thiên địa muôn vạn thần quang bộc phát ra uy thế kinh khủng không gì bị được lôi đài bị lôi quang sáng lạn bao trùm trong phút chốc quang mang cực kỳ chói mắt thần năng khủng bố không ngừng dâng trào tỏa ra khí tức kinh người giống như muốn xé nát thiên địa khi lôi quang tan biến thì cửu dương thánh tử đã nằm trên mặt đất và co giật điên cuồng cả người bị điện giật cháy đen khói trắng bốc ra từ trong miệng thẩm thiên cau mày trong lòng hơi ngạc nhiên hắn nhìn ra công pháp mà thần tiêu thánh tử đời này sử dụng là văn chương cấm kỵ của thần tiêu lôi đế kinh dĩ thân hóa kiếp. Có thể cảm mộ đến trình độ như vậy ở độ tuổi này thì thiên phú rất không hề tầm thường. Trương Vân Đình mỉm cười, nói, người này là thần tiêu thánh tử đời này của thần tiêu thánh địa. Thế hệ này của thần tiêu thánh địa tổng cộng có 10 vị thiên kiêu có thiên phú xuất chúng. Tiểu tử này là người mạnh nhất, có thể đấu với thiên tôn hậu kỳ. Thẩm thiên nghe vậy, ánh mắt càng kinh ngạc hơn. Trước khi hắn gia nhập thần tiêu thánh địa thì cũng chỉ có ba người Trương Vân Hy, Phương Thường và Trương Vân Đình là những thiên kiêu đứng đầu. Lúc đó, tu vi của bọn họ đều là kim đan thất chuyển và bát chuyển, đủ để nổi tiếng và xếp vào bảng hàng đầu của Đông Hoang. Tuy nhiên, thần tiêu thánh tử đời này đã là nguyên anh đỉnh phong tiến hóa từ cửu chuyển kim đan. Xem ra trong khoảng thời gian này, thần tiêu thánh địa đã phát triển nhanh chóng, thu nhận thiên kiêu, xuất hiện lớp lớp nhân tài. Tựa như nhìn thấu suy nghĩ của thẩm thiên, Trương Vân Đình cười nói, đây ít nhiều là nhờ truyền thừa mà sư đệ mang về. Sư đệ không chỉ đem về truyền thừa trí cao dĩ thân hóa kiếp cho thánh địa mà còn đem về rất nhiều đế kinh. Còn có tháp chiến thần, một phúc địa ma luyện có thể giúp thăng cấp chiến lược rất nhanh. Hơn nữa, Vân Địch sư đệ cũng đã làm ra hàng loạt lôi bạo phù và dây truyền sản xuất robot cho thánh địa, giúp bản lĩnh của thần tiêu thánh địa bành trướng nhanh chóng. Hiện tại, thần tiêu thánh địa đã trở thành sự lựa chọn hàng đầu nhất để bái sư ở Đông Hoang. Số người kéo đến nhiều vô kể. Cho nên Sinh Nguyên cũng tốt hơn trước rất nhiều lần và có thêm nhiều người có Thiên Phú tuyệt đỉnh. Trương Vân Đình cảm thán từ tận đáy lòng, nếu không có sư đệ thì Thánh Địa làm sao có thể phát triển nhanh như vậy. Thẩm Thiên Sư đệ, không hổ danh là đứa con khí vận của Thiên Mệnh, có thể dẫn dắt Thánh Địa đạt đến đỉnh cao. Trương Vân Đình tiếp tục giải thích, những tiểu tử này có thiên phú hết sức biến thái. Giống như 10 tiểu tử của thần tiêu Thánh Địa chúng ta, mỗi người đều không hề tầm thường bọn họ đều tu luyện đến cảnh giới cao thâm của thần tiêu lôi đế kinh, và còn tu luyện dĩ thân hóa kiếp, nắm giữ hỗn nguyên thần lôi. Sức mạnh của bọn họ có thể dễ dàng áp chế thiên kiêu cung cấp. Nếu 10 người kết hợp bài trí đại trận M Dương Ngũ Hành Hỗn Nguyên Lôi Đình vậy thì có thể quét sạch tới 180 thiên kiêu cung cấp. Trương Vân Đình lắc đầu cười khổ, nếu bọn họ không dùng Hỗn Độn Bổ Thiên Đan thì thể chất và ngộ tính không thể thăng cấp. Ở cái tuổi này, ta hoàn toàn không thể so sánh với những tiểu tử này. Đúng là trường giang sóng sau xô sóng trước, hậu sinh khảo ý. chương 964, thần tiêu thánh chủ, đổ vỏ. Một, khi thấy Nam vực có nhiều thiên tài có thiên phú dị bẩm như vậy, thẩm thiên rất vui mừng. Với thiên phú của bọn họ, không cần quá nhiều thời gian là có thể trưởng thành. Tới lúc đó, bọn họ cũng có thể cống hiến một phần lực lượng của bản thân cho năm vực, cộng đồng chống lại tà linh. Thế nhưng đúng lúc này, cơ thể thẩm thiên hơi run lên. Hắn bỗng nhiên có một cảm giác huyết mạch nối liền, cực kỳ thân cận luồng khí thức này ánh mắt thẩm thiên đảo một vòng cuối cùng ánh mắt của hắn hội tụ trên người thánh tử thần tiêu thế hệ này hắn có thể cảm giác được huyết mạch của thằng nhóc này rất gần với hắn có một loại chung một gốc vậy ánh mắt của hắn sáng rực lên hỏi do sư huynh thánh tử thần tiêu thế hệ này tên là gì ánh mắt của hắn rất bình tĩnh mà nhìn về phía thánh tử thần tiêu thế hệ này ánh sáng trong mắt càng thêm trói sáng trương vân đình mỉm cười nói thánh tử thế hệ này có quan hệ rất thân với sư đệ đó. Nói thật ra thì thằng nhóc đó chính là cháu của sư đệ. Thẩm thiên sướng sờ, hắn làm gì có cháu chứ? Thế nhưng ngay sau đó hắn phản ứng kịp, đã qua 180 năm, chắc hẳn các anh trai của mình đã kết hôn sinh con hết rồi. Thẩm thiên chính là hoàng tử thứ 13 của nước Đại Viêm, đương nhiên là hắn còn 12 người anh trai nữa. Chỉ là không biết thằng nhóc này là con trai của vị hoàng huynh nào, lại có thể trở thành thánh tử của thần tiêu thánh địa thế hệ này nữa. Trương Vân Đình giải thích, thánh tử thần tiêu thế hệ này có tên là Thẩm Hữu Thiên, chính là con trai của Thẩm Ngạo. Thẩm Thiên gật đầu ghi nhận, trong 12 vị hoàng huynh, chỉ có Thẩm Ngạo là có thiên phú tu luyện tương đối cao. Với lại, lúc trước Thẩm Thiên còn đưa cho Thẩm Ngạo một viên Hỗn Độn Bổ Thiên Đan nữa. Sau khi được Hỗn Độn Bổ Thiên Đan cải tạo, thể chất và thiên phú của Thẩm Ngạo đều được thăng hoa lên một tầm cao mới. Lớn tới mức, con của hắn ta cũng được Bổ Thiên Đan cải tạo, thiên phú cực cao. Trương Vân đình cười nói, sau khi thằng nhóc Thẩm Hữu Thiên này ra đời, Thẩm Ngạo huynh còn tốn rất nhiều tế bào não để lấy tên cho nó nữa. Cuối cùng huynh ấy lấy tên là Thẩm Hữu Thiên, muốn phù hộ sư đệ Bình An trở về. Hữu Hữu, phù hộ Thiên Hữu Thiên, không phải là phù hộ Thẩm Thiên hay sao? Khoảng thời gian mà Thẩm Thiên biến mất, Thẩm Ngạo rất lo lắng, hy vọng Thẩm Thiên có thể bình an trở về. Cho nên, hắn ta mới có thể lấy tên này cho con trai của mình. Thẩm Thiên kinh ngạc, cũng rất cảm thán hóa ra con trai của lục ca đã lớn như vậy rồi không nghĩ tới sau khi xuất quan từ bên trong thế cờ hồn thiên đi ra chính mình đã biến thành chú thực sự là cảnh còn người mất không nghĩ tới lục ca lại quan tâm ta như vậy lúc nào cũng mong nhớ ta thật sự làm cho người ta cảm thấy ấm áp trương vân đình mỉm cười nói thằng nhóc thẩm hữu thiên này có thiên phú rất cao lại có cả vô cấu thần thể nữa thiên phú của nó tuyệt đỉnh chiến lược vô song tốc độ tu luyện cực nhanh có thể nói là một ngày ngàn dặm. Hữu Thiên có thể nói là thánh tử có thiên phú cao nhất trong tất cả các đời thánh tử thần tiêu trừ sư đệ gia. Trương Vân Đình cũng mừng rỡ, thẩm Hữu Thiên chính là thánh tử thế hệ này của thần tiêu. Thiên phú của hắn ta càng mạnh, đối với thần tiêu thánh địa mà nói thì lại càng tốt. Thẩm Thiên gật đầu, cười tủm tỉm, nếu là cháu của mình nên gặp mặt chào hỏi mới tốt. Hắn duỗi tay ra, tản ra sức mạnh minh mông khó lường, chộp về phía Thẩm Hữu Thiên trong hư không ngưng tụ một bàn tay vô hình dẫn dắt hư không vô tận kéo thẩm hữu thiên lên trên tầng hai của đồng tước đài thẩm hữu thiên ngẩn người ra hắn ta đang hưởng thụ sự gieo hò của đám người trên võ đài đây thế mà có một luồng lực lượng không thể chống lại cuốn tới hắn ta còn chưa kịp phản ứng đã bị kéo đi thẩm hữu thiên hơi hốt hoảng nói nhỏ chuyện gì xảy ra vậy chẳng lẽ có mụ phù thủy tuyệt thế nào đó vừa ý sắc đẹp tuyệt thế của bản công tử muốn chiếm ta làm của riêng sao không thể nào không thể nào không thể nào chẳng lẽ lại xui xẻo tới như vậy bản thánh tử còn nhỏ còn trẻ không thể làm loại chuyện này được ừm nếu như nàng ta đẹp đẽ mà nói vẫn có thể suy nghĩ một lần nữa nghe tới đó mặt đám người trở nên tối đi thằng nhãi này suốt ngày nghĩ cái gì vậy ăn nói vớ va vớ vẩn khóe miệng thẩm thiên hơi run rẩy hắn cũng không nghĩ tới thẩm hữu thiên lại suy nghĩ những thứ này xem ra thằng nhóc này bị người khác làm hư rồi ánh mắt thẩm thiên đảo một vòng Ánh mắt cực kỳ sắc bén, lộ ý cảnh cáo. Hắn muốn xem xem là kẻ nào đã làm hư Thẩm Hữu Thiên. Đứa nhỏ này vẫn còn là con nít mà. Vương Thần hư âm thầm xoay lưng lại, quay mặt đi nơi khác, lẩm bẩm, không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta. Thôi được rồi, dù sao thì thằng nhóc này vẫn là cháu ruột của mình. Đứa nhỏ bị làm hư, vậy thì dạy nó trở về chính đạo. Nghĩ tới đây, Thẩm Thiên đi về phía Thẩm Hữu Thiên. Ban đầu Thẩm Hữu Thiên vẫn còn đang ngẩn người ra. Thế nhưng khi thấy đám người Trương Vân Đình thì lại thở dài một hơi. Hóa ra là Vân Đình trưởng lão, lần sau mà ngài muốn tìm ta thì chỉ cần gọi một tiếng là được, không cần làm như này đâu. Làm cho ta hoang mang rối loạn quá đi. Thẩm Hữu Thiên vẫn tiếp tục lẩm bẩm linh tinh, thế nhưng khi thấy được Thẩm Thiên đứng trước mặt mình thì hắn ta bỗng sững sờ. "Ngươi?" Thẩm Hữu Thiên choáng váng, cực kỳ khó tin. Chương 965, Thần Tiêu Thánh Chủ, đổ vỏ. Hai, Thẩm Thiên mỉm cười, ấm áp nói, "Đứa nhỏ là thập tam thúc của con." Ầm, um, trong lòng Thẩm Hữu Thiên tuôn ra từng đợt sóng thần, suy nghĩ thay đổi liên tục. Mờ mịt, kinh ngạc, bình tĩnh, khó tin, chấn động. Sắc mặt Thẩm Hữu Thiên thay đổi liên tục, giống hệt biến kiểm trong ca kịch vậy. Thế nhưng ngay sau đó, Thẩm Hữu Thiên run rẩy, kích động nói, "Thập tam thúc, người chắc chắn chính là thập tam thúc. Chỉ có vẻ đẹp của thập tam thúc mới có thể cao hơn con mà thôi." "Thẩm Thiên, mọi người xung quanh, thằng nhãi này cũng tự luyến quá đi chứ." da mặt của nó phải dày như thế nào mới có thể nói ra những lời kia chứ ngươi nói thẩm huynh đẹp trai hơn ngươi còn chưa tính đó là điều chắc chắn không thể nghi ngờ không cần ngươi nói bọn ta cũng biết thế nhưng ngoài thẩm huynh ra người khác sẽ không đẹp trai bằng thằng nhóc này sao nói đùa cái gì chứ vương thần hư ta là người thứ nhất không phục khổ đa ta là người thứ hai nhạc vân nước ta là người thứ ba người thứ tư người thứ năm người thứ sáu thôi được rồi tới cuối cùng Tất cả mọi người vẫn từ bỏ, nếu so sánh tới vẻ đẹp trai thì bọn họ vẫn hơi kém một chút xíu thằng nhóc Thẩm Hữu Thiên này. Thể chất của Thẩm Hữu Thiên chính là vô cấu thần thể đã được Bổ Thiên Đan cải tạo mà thành. Loại thần thể này chính là thể chất tiên thiên, trời sinh không nhiễm hạt bụi, không nhiễm ô uế tại thế tục. Thẩm Hữu Thiên có được vô cấu thần thể, cơ thể có ánh ban mai vần quanh, óng ánh sáng long lanh, vượt quá người bình thường. Vẻ đẹp của hắn ta có thể xưng là tuyệt đỉnh, vừa hiện thân là có thể mê choáng vô số tiên tử. Đương nhiên, đó vẫn phải xem đứng cùng với người nào. Một người đẹp trai đứng cùng một tên xấu xí, đương nhiên là người đẹp trai kia có sức hút vô tận rồi. Thế nhưng người đẹp trai hơn nữa mà đứng cùng với Thẩm Thiên, vẫn phải mờ mịt không thu hút. Điểm này, Thẩm Hữu Thiên vẫn hiểu được, khi thấy dung mạo của Thẩm Thiên thì Thẩm Hữu Thiên đã tin tưởng người trước mắt chính là thập tam thúc của mình. Dù sao, chỉ có Thẩm Thiên mới có được nét đẹp tuyệt thế như vậy. Chỉ có thập tam thúc của mình mới có khí chất siêu nhiên như vậy ánh mắt thẩm hữu thiên trở nên nóng rực vẻ mặt cực kỳ kích động nói thập tam thúc cuối cùng thì chú cũng trở về chú chính là thần tượng của con từ nhỏ con đã nghe chuyện xưa của chú mà lớn lên danh tiếng của thẩm thiên đã nổi tiếng toàn bộ năm vực lưu truyền nhiều năm sáng tạo vô số truyền kỳ cho tới nay còn không có người nào khác đạt được thành tựu cao như thẩm thiên năm đó thẩm thiên dùng thực lực giết ra một chiến tích vô địch không ai bằng thẩm hữu thiên lại là con trai của thẩm ngạo từ nhỏ đã nghe nói sự tích anh hùng của Thẩm Thiên. Ngay cả cha của hắn ta là Thẩm Ngạo đều cảm thán sự mạnh mẽ của Thẩm Thiên, Thẩm Thiên cũng là người mà hắn ta kính nể nhất. Dưới sự ảnh hưởng như vậy, Thẩm Hữu Thiên rất tò mò về người chú mà mình chưa gặp bao giờ này. Tới tận khi hắn ta gia nhập Thần Tiêu Thánh Địa, hắn ta mới phát hiện Thẩm Thiên còn mạnh hơn quá nhiều so với truyền thuyết. Thần Tiêu Thánh Địa có thể phát triển như bây giờ, hoàn toàn dựa vào Thẩm Thiên, là hắn dẫn dắt Thánh Địa đi tới đỉnh cao. Thẩm Thiên đã được đệ tử của thần Tiêu Ca tụng là thần linh, đi sâu vào lòng người. Cho nên, Thẩm Hữu Thiên lập chí muốn đi theo Thẩm Thiên, đi theo con đường vô địch của hắn vào trăm năm trước. Đương nhiên, Thẩm Hữu Thiên cũng làm được điều này, mặc dù Thẩm Hữu Thiên vẫn không thể khủng bố như Thẩm Thiên năm đó, thế nhưng vẫn dùng tư thế vô địch tung hoành cùng thế hệ, cũng trở thành thánh tử thần Tiêu. Hiện tại thần tượng lại xuất hiện trước mắt, Thẩm Hữu Thiên làm sao có thể không kích động chứ? Thẩm Thiên cười gật đầu, mặc dù thằng nhóc này hơi tinh nghịch, thế nhưng cũng có thể làm được tới mức không kiêu ngạo không tự ti, tư thế hiên ngang, vẫn làm cho người ta yêu thích. Hữu Thiên, lần đầu gặp mặt, ta tặng cho con lễ gặp mặt. Thẩm Thiên vung tay lên, ngay lập tức có hai trí bảo hiện lên. Hào quang lượn lờ, trói lọi trói mắt, bùng nổ ra thánh uy mãnh liệt, khí tức minh mông. Sau đó, hai thánh khí có thần quang lượn lờ hiện lên trước mặt Thẩm Hữu Thiên. Một vật trong đó chính là Long Uyên Thánh Giáp, đây chính là thánh khí phòng ngự mà khi trước thánh chủ thần tiêu tặng cho hắn hiện tại lại đưa tặng cho thẩm hữu thiên, thánh tử thế hệ này của thần tiêu, cũng có thể nói là danh chính ngôn thuận. Mà vật thứ hai chính là tử thanh song kiếm, thứ này cũng là một thánh khí có uy lực cực mạnh, chính là bội kiếm hết lòng chăm sóc của một vị kiếm thánh tuyệt thế nào đó tại chiến trường thượng cổ vào khoảng 10.000 năm trước. Mặc dù thẩm hữu thiên đã gia nhập thần tiêu thánh địa, thế nhưng cũng có tu hành kiếm pháp với thẩm ngạo. Từ trong cơ thể hắn ta phát ra kiếm khí sáng chói cũng có thể nhìn ra, tu vi kiếm đạo của thằng nhóc này cũng không kém, bởi vậy thẩm thiên mới lựa chọn tặng tử thanh song kiếm cho nó tử thanh song kiếm và long uyên thánh giáp là một công một phòng tất cả đều là thánh khí phối hợp sử dụng hiệu quả cực tốt theo thực lực tăng cao thánh khí đối với thẩm thiên mà nói cũng không có tác dụng gì lớn thẩm hữu thiên chính là thánh tử thần tiêu phải phối hợp cả trang bị tốt mới hợp lý như vậy mới phù hợp với thân phận của nó dù sao cũng là cháu ruột của mình vẫn phải để tâm chăm sóc chút chương 966, thần tiêu thánh chủ, đổ vỏ. ba cảm ơn thúc, thẩm hữu thiên cực kỳ vui sướng, vội vàng hành lễ nói. Trong lòng của hắn ta rất kích động, thứ này chính là thánh khí, còn là bảo vật thành danh của thập tam thúc nữa chứ. Loại trí bảo cấp bậc này, ngay cả phụ tôn đều không có nữa. Không hổ là thập tam thúc, tính tình cực kỳ hào phóng. Hi hi, bản thánh tử thật sự quá hạnh phúc, thẩm thiên nghiêm túc nói, hữu thiên. Con đã là thánh tử của thần tiêu, vậy sẽ phải gánh vác trách nhiệm của thân phận này phụ trách bảo vệ tốt thần tiêu thánh địa thần tiêu thánh tử cũng không chỉ là danh hiệu mà còn là một loại trách nhiệm thẩm hữu thiên gật đầu kiên định nói hữu thiên hiểu con sẽ thể sống chết bảo vệ thần tiêu thánh địa thẩm thiên hơi gật đầu trên mặt nở một nụ cười giống như hắn thấy được cái bóng của mình những năm đó trên người thẩm hữu thiên vậy mà đúng lúc này lại có chín bóng người bay tới bọn họ đều là thiên tài thế hệ trẻ độ tuổi cũng tầm đôi mươi, khí tức đều cực kỳ hùng mạnh. Trên người những đệ tử này đều mặc bộ quần áo đệ tử chân truyền của thần tiêu thánh địa, chính là cử tử còn lại trong thần tiêu thập tử. Khi bọn họ nhìn thấy thẩm thiên thì vội vàng quỳ một chân trên mặt đất, kính cẩn nói tham kiến thánh chủ. Thẩm thiên cứng người lại, không rõ ràng tại sao, cái gì mà thánh chủ thần tiêu, chẳng lẽ sư phụ tới, thẩm thiên đảo mắt một vòng, cũng không thấy bóng người của Trương Long Nguyên đâu. Trương Vân Đình cười giải thích, vào 80 năm trước, Phụ Tôn đã từng tuyên bố một tin tức, ngày mà sư đệ trở về chính là ngày thần tiêu có thánh chủ mới. Thẩm Thiên nghe vậy thì dở khóc dở cười, thực sự là không cho người ta có cơ hội từ chối mà. Thẩm Thiên cũng không định từ chối, hắn chính là thánh tử đời trước của thần tiêu, vẫn có tình cảm với thánh địa, cũng có lòng cảm mến rất lớn với thánh địa. Với lại điều này là điều mà mọi người nhất trí yêu cầu, hắn cũng không tiện từ chối. Trở thành thánh chủ thần tiêu cũng không có điểm nào xấu ngược lại còn có được rất nhiều chỗ tốt. Dù sao thánh chủ chính là đại diện cho danh dự của thần tiêu thánh địa, phần lớn tài nguyên của thánh địa đều có thể cung cấp cho hắn tu luyện, tăng thực lực lên. Cả hai giống như một thể, hỏa phúc cùng hưởng, nghĩ tới đây, khóe miệng thẩm thiên nhếch lên, chư vị mời đứng dậy. Hắn vung tay lên, một luồng lực lượng mềm mại đỡ thần tiêu cửu tử dậy. Sau đó thẩm thiên lại lôi ra chín thánh khí, phân ra cho thần tiêu cửu tử, nói bản tỏa cũng đưa cho các ngươi lễ gặp mặt hy vọng các ngươi có thể dốc lòng tu hành cố gắng cống hiến cho thánh địa những người này đều là đệ tử của thần tiêu thiên phú cũng thuộc hàng ngũ cao cấp nhất đối với bọn họ thẩm thiên đương nhiên sẽ không keo kiệt quan trọng là thánh khí ở bên trong bảo tàng của hắn nhiều tới mức dùng sọt để tính số lượng quá nhiều mà lại không có tác dụng gì lớn coi như lấy một lúc chín thánh khí trong một lần thẩm thiên cũng không đau lòng vừa lúc lấy chúng gia tăng thực lực cho đệ tử thần tiêu cũng coi như tận dụng mọi thứ đi Thần Tiêu Cửu Tử nhận lấy thánh khí, trên mặt xuất hiện vẻ kích động, nói: "Vâng, cảm ơn thánh chủ." Mặc dù đối với Thẩm Thiên mà nói, thánh khí không tính là gì, thế nhưng đối với những thiên tài này mà nói, thánh khí chính là bảo vật vô thượng. Dù sao, có rất ít thánh địa sẽ tặng thánh khí cho đệ tử trẻ tuổi. Chủ yếu là thánh khí quá quý giá, coi như là thánh địa cũng không dễ dàng mang ra mà tặng người. Hơn nữa với thực lực của đệ tử trẻ tuổi, còn không thể phát huy toàn bộ uy lực của thánh khí ra ngoài. Chỉ là Thẩm Thiên có quá nhiều thánh khí, cho nên không để ý tới những thứ này. Mặc dù nói bọn họ không thể phát huy toàn bộ uy lực của thánh khí, thế nhưng ít nhất thứ này cũng là một loại thủ đoạn bảo vệ tính mạng. Đây đều là đám trẻ nhà mình, đương nhiên phải chăm sóc tốt rồi. Mặc dù Thẩm Thiên không quan tâm, thế nhưng không đại biểu người khác cũng không quan tâm. Sau khi Thần Tiêu Cửu Tử đạt được thánh khí, mỗi người đều rất kích động. Sự tôn sùng của bọn họ đối với Thẩm Thiên lập tức giống như nước sông cuồn cuộn, liên nguyên bất tuyệt khi thấy cảnh tượng này đám thiên tài đều cảm thấy rất rung động hai mắt bọn họ tỏa sáng hâm mộ tới đỏ cả mắt có thánh chủ của thánh địa nào lại hào phóng tới mức này không gặp mặt lần đầu đưa tặng thánh khí nếu chỉ đưa một hay hai thánh khí còn không nói đây lại đưa một lúc mười mấy thánh khí thánh chủ thần tiêu thế hệ này quá hào phóng có được thánh chủ như này đệ tử của thần tiêu cũng quá hạnh phúc đi đúng lúc này có một bóng người bay nhanh tới trong chớp mắt cuồng phóng ập tới khi thế ầm ầm đập tới, giống như cơn sóng khổng lồ đổ ập xuống. Thiên tài bình thường khi cảm nhận được luồng khí tức này thì đều sắc mặt trắng bệch, cơ thể run rẩy như nhũn ra, suýt nữa thì ngã liệt trên mặt đất. Ngay cả những thiên tài đỉnh cao như Thẩm Hữu Thiên cũng trở nên nghiêm túc, như gặp đại địch. Người này tuyệt đối là một kẻ khủng bố không thể coi thường. Thần quang thu lại, hiển lộ ra bên trong là một thiếu nữ tuổi trẻ với phong thái động lòng người. Nàng mặc một bộ váy dài trắng, nét đẹp hoàn mỹ tới tuyệt đỉnh, Giống như tiên nữ trên chín tầng trời, không ai có thể chạm vậy. Ánh mắt của nàng sáng chói giống như biển sao, làn da mịn màng sáng long lanh như mỡ đông. Điều thần kỳ nhất chính là đỉnh đầu của thiếu nữ này có một đôi sừng rồng, ẩn chứa thần quang vô tận. Chương 967, Thần Tiêu Thánh Chủ, đổ vỏ. 4. Sau lưng lại có một đôi cánh phượng sáng ngời, đập giữa không trung làm cho vô số cuồng phong xuất hiện. Nàng đứng giữa hư không, như một vô thượng thần nữ siêu phàm thoát tục, khí chất lạnh lùng cao ngạo người sống chớ lại gần. Khi thấy cảnh tượng này, ánh mắt của mọi người đều ngưng lại, là Long Hoàng Nữ sao? Nàng chính là Long Hoàng Nữ thần bí nhất biển Bắc sao? Truyền thuyết có nói thực lực của Long Hoàng Nữ mạnh mẽ vô song, hôm nay gặp mặt thực sự là siêu phàm thoát tục. Luồng khí thức này, có lẽ đã độ kiếp thành thánh rồi. Trong ánh mắt mọi người hiện lên vẻ rung động, uy danh của Long Hoàng Nữ rất vang dội, chấn động năm vực bát hoang. Trăm năm trước nàng đã xuất hiện, lợi dụng uy thế vô địch sương hùng biển Bắc, đánh khắp thiên hạ không địch thủ, làm cho người khác không thể với tới. Ngay lúc đó, nàng mới chỉ 21 tuổi, cũng đã tăng lên tới thiên tôn rồi. Hiện tại đã qua trăm năm, chiến lực của Long Hoàng nữ mạnh mẽ cỡ nào, không ai có thể biết. Thế nhưng chỉ cần dựa vào luồng khí thức này, ít nhất đã không kém thiên tài thế hệ trước. Mà điều này cũng không phải quan trọng nhất. Truyền thuyết nói thân phận của Long Hoàng nữ rất thần bí, không ai biết lai lịch chân chính của nàng là gì thế nhưng có người từng nghe nói địa vị của long hoàng nữ tại biển bắc là cực cao hắc long vương đời này là ngao ô khi gặp nàng đều phải thể hiện thái độ khiêm nhường kính cẩn đúng vậy hắc long vương gặp phải cô nàng này đều phải cẩn thận từng ly từng tí sợ làm nàng giận dữ cho nên tất cả mọi người đều đang đoán không biết ngao tuyết có phải là đời sau của một lão quái vật nào đó của đảo hắc long hay không như vậy thì địa vị mới có thể cao tới như vậy lúc này long hoàng nữ vừa xuất hiện đã đi thẳng tới trước mặt thẩm thiên giọng nói của nàng lạnh như băng vẻ mặt như muốn gây sự vậy bọn họ đều có lễ gặp mặt vậy lễ gặp mặt của ta đâu mọi người mọi người đều ngẩn người ra sắc mặt hơi nghi ngờ thẩm thiên chính là thánh chủ thần tiêu hắn đưa lễ gặp mặt cho đệ tử thần tiêu là chuyện đương nhiên liên quan gì tới long hoàng nữ chứ quan trọng là long hoàng nữ còn tìm thẩm thiên đòi lễ gặp mặt bọn họ chưa từng nghe nói long hoàng nữ thế hệ này có quan hệ gì với thần tiêu thánh địa cả chẳng lẽ long hoàng nữ muốn tới bắt chẹt Hết lá gan của cô nàng này cũng quá lớn đi. Người bắt chẹt ai không được, lại định bắt chẹt thánh chủ thần tiêu thế hệ này. Vị này vào trăm năm trước đã có thể treo thánh quân lên đánh, chiến lược vô song. Mặc dù hắn đã biến mất hơn một trăm năm, thế nhưng thực lực cũng chỉ tăng chứ không giảm. Coi như thân phận của Long Hoàng Nữ cao hơn nữa, cũng không thể xúc phạm thánh chủ thần tiêu thế hệ này như vậy chứ. Chẳng lẽ thật sự không sợ bị đánh mông? Thế nhưng Thẩm Thiên cũng không để ý tới sự vô lễ của Long Hoàng Nữ. Thân thể hắn run lên, vẻ mặt hơi thay đổi, bởi vì hắn phát hiện, trên người Long hoàng nữ truyền tới cảm giác liên kết huyết mạch còn mãnh liệt hơn cả Thẩm Hữu Thiên nữa. Loại khí tức huyết mạch này chính là một mạch truyền lại, cha truyền con nối, cực kỳ thân thiết. Trong khoảnh khắc đó, Thẩm Thiên cũng không hiểu tại sao, sững sờ tại chỗ. Hình như phát hiện Thẩm Thiên khác thường, giọng nói lạnh lùng của Ngao Tuyết theo truyền âm truyền tới, "Mẹ của ta tên là Ngao Băng, tên thật của ta là Thẩm Ngạo Tuyết." Sau khi nghe những lời nói của Ngao Tuyết, đầu óc thẩm thiên bỗng trở nên u ù, ù Chuyện gì vậy, mẹ nó, không phải thẩm mỗ chỉ mới một lần với ngao băng thôi sao? Một phát xuyên tâm, thẩm thiên vào đầu, không nghĩ tới chỉ bế quan 180 năm mà thôi. Không chỉ có thêm một đứa cháu, còn có thêm cả một đứa con gái ruột khoảng trăm tuổi. Thói đời này, biến hóa cũng quá nhanh đi, thẩm mỗ vẫn còn nhỏ mà. Chuyện như vậy xảy ra, có thể nói làm cho thẩm thiên trở tay không kịp. Hắn không thể tưởng tượng nổi, mình lại đột một có thêm một đứa con gái. thế nhưng cảm giác huyết mạch liên kết vẫn luôn nhắc nhở hắn. cô nàng thẩm ngao tuyết này chính là con gái ruột của hắn. còn không chỉ như vậy, thẩm ngao tuyết không chỉ kế thừa lực lượng huyết mạch của hắn, còn kế thừa cả lực lượng long hoàng trong cơ thể hắn nữa. lúc đầu khi song tu với ngao băng, lực lượng phượng thần và lực lượng long thần trong cơ thể thẩm thiên dung hợp với nhau, sinh ra thể chất long hoàng bất diệt mà hàng vạn năm ít có. trong đó có một bộ phận lực lượng Long Hoàng hội tụ vào trong cơ thể Ngao Băng. Thẩm Ngạo Tuyết được Ngao Băng sinh ra, kế thừa một bộ phận lực lượng của mẹ và một bộ phận lực lượng Long Hoàng. Cho nên, thể chất của nàng cũng là Long Hoàng bất diệt. Mặc dù thể chất của Thẩm Ngạo Tuyết không mạnh mẽ bằng Thẩm Thiên, thế nhưng cũng là một loại thần thể vô thượng, có một không hai. Cảm nhận được khí tức huyết mạch liên kết từ trong cơ thể của Thẩm Ngạo Tuyết, Thẩm Thiên mỉm cười. Nói như vậy, Thẩm Mỗ cũng có con gái rượu rồi. Khi thấy thẩm thiên phản ứng lại, thẩm ngạo tuyết hừ lạnh, thái độ hơi xa cách. Bởi vì khi nàng vừa ra đời, người cha vô trách nhiệm này lại không ở cạnh bảo vệ mẹ của nàng. Chỉ vậy cũng liền thôi, thế mà trong suốt 180 năm người này lại chưa từng xuất hiện. Thẩm ngạo tuyết cảm thấy mình như một đứa mồ côi cha vậy, chưa từng cảm nhận được tình thương của cha. Nếu không phải Ngao Băng luôn nói với nàng rằng, bởi vì thẩm thiên gặp phải chuyện ngoài ý muốn mới không thể xuất hiện, sẽ có ngày hắn sẽ trở về có khi thẩm ngạo tuyết còn cho rằng người cha của mình đã chết rồi chứ tuy rằng hiện tại thẩm ngạo tuyết thấy được thẩm thiên xác định được cha của mình vẫn chưa chết âm thầm thở phào một hơi thế nhưng thẩm ngạo tuyết cũng không có nhiều tình cảm đối với người cha vô trách nhiệm này dù sao bọn họ chưa từng gặp nhau không quen cũng bình thường quan trọng nhất là thẩm ngạo tuyết thấy thẩm thiên xuất hiện tại thành thiên thánh vậy mà không có tới thăm hỏi ngao băng đầu tiên điều này càng làm cho thẩm ngạo tuyết khó chịu cho nên thái độ của nàng mới có thể xa cách như vậy, không định dễ dàng tha thứ cho Thẩm Thiên. Chương 968, tiên tử trên toàn thế giới đều đang chờ ngươi. Một, đương nhiên Thẩm Thiên có thể cảm nhận được sự oán hận của Thẩm Ngạo Tuyết nên hắn hơi xấu hổ. Cơ bản là hắn không biết chuyện này, nếu không hắn sẽ chạy tới ngay lập tức. Dù sao cô gái trước mắt chính là con gái ruột của hắn, làm sao có thể không để ý chứ? Dù cho Thẩm Thiên đã trải qua rất nhiều trường hợp khó khăn, thế nhưng khi gặp được chuyện này vẫn cảm thấy không biết nên làm cái gì. Thẩm Thiên hít một hơi thật sâu, cười ấm áp nói, "Lần đầu tiên gặp mặt, cha." "Đương nhiên bản tọa nên tặng lễ gặp mặt cho ngươi rồi." Thẩm Thiên biết Thẩm Ngạo Tuyết không muốn để lộ quan hệ giữa hai người ra, nếu không thì đã không truyền âm cho hắn mà là nói thẳng ra ngoài. Con gái không nói ra, chắc hẳn là đang khó chịu với người làm cha này. Điểm này Thẩm Thiên hiểu được, nhưng cũng không thèm để ý. Dù sao đây là lần đầu tiên hắn làm cha thực sự không biết nên xử lý quan hệ giữa hai người như thế nào. Nhất là hiện tại tai nạn sắp xuất hiện, với danh tiếng của hắn, chắc chắn sẽ bị rất nhiều cường giả của tộc Tà Linh để ý. Mặc dù Thẩm Thiên không sợ, thế nhưng hắn lại lo lắng cường giả tộc Tà Linh nghĩ mọi cách ra tay với người thân của hắn, dùng người nhà để uy hiếp hắn. Dù sao, Thẩm Thiên không thể bảo vệ người thân của mình trong mọi lúc mọi nơi được. Tạm thời không công khai quan hệ này, cũng coi như một loại bảo vệ đối với Thẩm Ngạo Tuyết. Mặc dù thiên phú của thẩm ngạo tuyết rất cao, chiến lực có thể so với thiên tài thế hệ trước. Thế nhưng tranh lệch khoảng cách giữa nàng và cường giả đỉnh cao vẫn là quá xa. Trận kiếp nạn lớn này không phải là nơi thiên tài trẻ tuổi có thể quyết định thắng lợi. Cuối cùng, vẫn phải dựa vào cường giả đỉnh cao của hai bên. Hiện tại tiên giới đã không sai phái cường giả tới tiếp viện nữa, năm vực có thể nói là thế đơn lực bạc. Cho nên nói, mọi thứ vẫn phải dựa vào chính bản thân mình. Chỉ khi tăng thực lực lên cao, Tăng cường năng lực của tu sĩ năm vực mới có thể chống lại trận kiếp nạn này. Về phần sự khó chịu của con gái mình, vậy thì nghĩ cách lấy lòng thôi. Ai bảo nàng là con gái ruột của mình cơ chứ, đương nhiên phải cố gắng dỗ dành rồi. Nghĩ tới đây, Thẩm Thiên vung tay lên, ngay lập tức có thần quang tỏa sáng sáng chói, chiếu rọi vùng trời. Gợn sóng kinh khủng tản ra, làm cho cả trời cao đều chấn động. Ngay cả hư không cũng không thể chịu đựng nổi luồng áp lực này, bị ép tới vỡ nát. Trước người Thẩm Thiên có một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm, trên thân kiếm có pháp tắc vô tận lượn lờ, khí thế cực kỳ sắc bén, lực tấn công vô thượng. Kiếm khí xung quanh dập dờn không dứt, lạnh lẽo vô song, chỉ là ánh kiếm tràn ra cũng đã đủ đánh nát hư không. Kiếm này vừa xuất, vạn kiếm cùng vang, trong khoảnh khắc đó, vô số bội kiếm trong tay các thiên tài đều kêu vang, giống như gặp phải vua của các thanh kiếm, cúi đầu xưng thần. Mọi người đều kinh ngạc, trong lòng dâng lên sự kính nể lẫn sợ hãi. Thanh thần binh này mà kích thích ra thần năng vô tận, có thể hủy thiên diệt địa, làm cho bầu trời đều phải đứt gãy. Thanh kiếm này chính là Thiên Chu kiếm, thanh kiếm này đã ẩn thân trong lá phổi của hắn hơn trăm năm, được gột rửa bởi lực lượng hỗn độn. Phẩm cấp khi trước là chuẩn tiên khí, hiện tại đã thăng hoa làm tiên khí cực phẩm. Đối với Thẩm Thiên mà nói, Thiên Chu kiếm có thể tăng cường lực chiến đấu rất lớn, nếu dùng nó để sử dụng phi tiên kiếm khí, thậm chí có thể giết chết chuẩn tiên thế nhưng hắn vẫn lấy nó ra tặng cho thẩm ngạo tuyết bởi vì thẩm thiên đã sử dụng hỗn độn tân hỏa luyện khí quyết luyện chế đạo khí bản mệnh hỗn độn tinh thần kiếm mặc dù thiên chu kiếm rất mạnh thế nhưng nếu so với hỗn độn tinh thần kiếm mà nói còn kém không ít quan trọng nhất là hỗn độn tinh thần kiếm được thẩm thiên tự tay chế tạo khi sử dụng càng thêm thuận lợi cho nên coi như hắn tặng thiên chu kiếm cho thẩm ngạo tuyết chiến lực của hắn cũng không bị ảnh hưởng chút nào cả với lại thanh thiên chu kiếm này cũng ẩn chứa một đoạn tình cảm. Khi trước thẩm thiên gặp được Ngao Băng, ký kết khế ước Long Thần cũng bởi vì thiên chu kiếm. Có thể nói thiên chu kiếm chính là tín vật đính ước, kết nối hắn và Ngao Băng lại với nhau. Hiện tại, hắn đưa thiên chu kiếm cho thẩm ngạo tuyết, không chỉ tăng lên thực lực của nàng, còn tăng lên cả năng lực bảo vệ tính mạng nữa. Cũng coi như là một phần đền bù cho thẩm ngạo tuyết bởi thẩm thiên đã không xuất hiện trong những năm qua. Thế nhưng như vậy vẫn còn chưa kết thúc, thẩm thiên lại phát tay lần nữa, tiếp tục lấy ra một trí bảo vô thượng. Trong chớp mắt, ánh sáng vàng kim bùng nổ ra, thần quang chiếu khắp thiên địa, giống như một vòng mặt trời trói mắt, che phủ bầu trời. Một vầng trăng tròn màu vàng kim sáng trói dâng lên, khí tức minh mông khó lường. Thứ này, chính là nhật kim luân, một tiên khí cực phẩm. Thứ này chính là tiên khí phòng ngự vô thượng, khi kích hoạt tới mức tận cùng, thậm chí có thể ngăn cản một đòn toàn lực của chân tiên. Loại tiên khí vô thượng như này, đủ để cường giả cấp bậc chân tiên cũng phải thèm muốn thế nhưng thẩm thiên vẫn không chút do dự tặng nó cho thẩm ngạo tuyết dù sao đây cũng chính là con gái ruột của hắn đương nhiên phải tận tâm cưng chiều bảo vệ không thể để con bé có chút ngoài ý muốn nào chương 969, tiên tử trên toàn thế giới đều đang chờ ngươi hai khi thấy thẩm thiên lại có thể tặng thiên chu kiếm và nhật nguyệt luân cho mình thân thể thẩm ngạo tuyết đều run lên khuôn mặt lạnh lùng như tuyết của nàng xuất hiện một sự do dự giống như không biết nên xử lý như thế nào thế nhưng ngay sau đó Thẩm Ngạo Tuyết nở nụ cười, giống như hoa quỳnh nở rộ, tuyệt đẹp mà xuất trần. Nàng truyền âm nói, cảm ơn cha. Thẩm Ngạo Tuyết nhận lấy hai tiên khí, thái độ đối với Thẩm Thiên cũng dần dần thay đổi. Người cha vô trách nhiệm này vẫn rất quan tâm tới ta. Ngay cả tiên khí cực phẩm quý báu như vậy đều có thể tặng cho ta, là ta trách lầm người này. Khi thấy cảnh tượng này, mọi người đều ngẩn ra, kinh ngạc tới mức da đầu run lên. Long hoàng nữ lại có thể bắt chẹt bảo vật từ tay thần tiêu thánh chủ còn là hai tiên khí cực phẩm nữa không thể nào không thể nào không thể nào chẳng lẽ thật sự lại dễ dàng như vậy làm cho người ta đều thèm muốn trong thời gian ngắn rất nhiều người suy nghĩ linh tinh muốn đi lên thử một chút thế nhưng bọn họ chỉ dám nghĩ mà thôi cũng không thật sự dám đi lên bọn họ không biết quan hệ chân chính giữa long hoàng nữ và thẩm thiên chỉ cho rằng bởi vì đảo hắc long ngao tuyết chính là thiên tài tuyệt thế của đảo hắc long mà thẩm thiên lại là đại biểu đảo hắc long ở bên ngoài Quan hệ giữa cả hai rất gần gũi, đưa một vài bảo vật cho thế hệ trẻ cũng rất bình thường. Bọn họ lại không có chút quan hệ nào với thẩm thiên, nếu như dám tới bắt chẹt, có thể sẽ bị đập chết. Chẳng lẽ thật sự coi rằng thần tiêu thánh chủ thế hệ này dễ bắt nạt hay sao? Thế nhưng, vẫn còn có người không kìm được mà đi ra. Người này chính là côn bằng tử của tộc hư côn tại biển Bắc. Hắn ta đi về phía trước, bình tĩnh mà nhìn thẩm thiên, nói, dược, người cũng không thể nhất bên trọng, nhất bên khinh chứ, ta cũng muốn lễ vật. Lần này, thẩm thiên lại ngẩn người, từ lúc nào mà ta trở thành dượng của thằng nhãi này rồi? Tại sao lại xuất hiện bấu víu quan hệ, muốn bảo vật hay sao? Chẳng lẽ thật sự cho rằng tính tình của bản thánh tử rất tốt? Hình như côn bằng tử thấy được thẩm thiên sắp bùng nổ, hắn ta vội vàng nói, dượng, cô của ta chính là công chúa côn ngọc, con gái của tộc trưởng Thái hư côn tộc. Hơn 100 năm tới nay, cô của ta vẫn luôn nhận định không phải là dượng thì không gả, ngay cả ông nội ta cũng không còn cách nào. Dượng, hay là người cứ cưới cô của ta đi côn bằng tử cười đùa nói khi thấy thẩm thiên trở về cũng coi như giải quyết mối bận tâm của bọn họ nếu không côn ngọc cứ tiếp tục như vậy thật sự sẽ biến thành bà già không ai muốn thẩm thiên nghe vậy thì lại xấu hổ mẹ nó điều này cũng có thể bấu víu quan hệ sao sau khi côn bằng tử đi ra cũng dẫn theo rất nhiều thiên tài cùng đi ra một nam thanh niên đi tới áo trắng như tuyết sau lưng còn có một thanh kiếm màu xanh ánh mắt của hắn ta rất sắc bén kiếm ý ngút trời chính là một kiếm tu thế nhưng khí thức trên người kẻ nào lại có vẻ tiêu dao thoải mái trên tay hắn ta còn có một hồ lô rượu khi thấy cảnh tượng này thẩm thiên đại khái cũng đoán được thân phận của người này chắc hẳn chính là đệ tử của thái bạch động thiên bởi vì khí thức của người này rất tương tự với thanh liên kiếm tôn lý trường hà đúng vậy thằng nhãi này chính là con trai của lý trường ca lý vọng nguyệt vẻ mặt lý vọng nguyệt rất tôn kính nói dượng liên nhi cô cô của ta cũng đang chờ dượng thẩm thiên rồi lại thêm một người thế nhưng như vậy vẫn chưa kết thúc lại có một thiên tài đi ra khí tức người này dịu dàng giống như một cây sen tinh khiết vậy trên người nàng tản ra ánh sáng mông lung mờ mịt khí chất siêu phàm phong thái động lòng người nàng ta chính là thánh nữ giao trì thế hệ này diêu hy diêu hy cũng nói anô sư phụ ta là thanh nguyệt thánh chủ và sư thúc tiêu linh thiên tôn vẫn đang chờ ngài đó thẩm thiên khá lắm lần này lại tới một đôi sau lưng thẩm thiên, thân thể thanh nguyệt tiên tử hơi run lên, gương mặt ửng đỏ như dáng hà. Thanh nguyệt tiên tử cũng không nghĩ tới, diêu hy cũng nói tới nàng. Những năm qua, cũng có vô số thiên tài đỉnh cao tới giao trì thánh địa để cầu hôn. Dù sao thanh nguyệt tiên tử cũng là nữ thần tắc hạ, được vô số người yêu mến và kính trọng. Có rất nhiều thiên tài tự nhận là tài năng tuyệt đỉnh, muốn có được sự yêu ái của thanh nguyệt tiên tử, thế nhưng đều bị từ chối. Bởi vì, toàn bộ giao trì thánh địa đều biết, Thanh Nguyệt Tiên Tử yêu thích Thẩm Thiên. Ngay cả Tiêu Linh Nhi cũng không phản đối, bởi theo nàng, Thanh Nguyệt Tiên Tử rất xứng với Thẩm Thiên. Nghe được lời của Diêu Hy, Thanh Nguyệt Tiên Tử cũng không giải thích cái gì, lựa chọn ngầm thừa nhận. Thậm chí, nàng còn hơi chờ mong, chờ mong cuối cùng Thẩm Thiên sẽ lựa chọn như thế nào. Thế nhưng mà, còn không đợi Thẩm Thiên nói chuyện, lại có thiên tài khác đi ra. Đó là một người mặc quần áo năm màu, một nữ thiên tài trên người có thần quang năm màu ẩn hiện khí tức của nàng cũng cực kỳ mạnh mẽ, hoàn toàn không kém hơn bất cứ thiên tài đỉnh cao của thánh địa nào. Quan trọng nhất, bản thể của nàng là một con khổng tước ngũ sắc công năm màu. Cô nàng này, chính là thần nữ thế hệ này của thần tộc khổng tước, khổng huyên huyên. Lỗ huyên huyên nhìn về phía thẩm thiên với vẻ kính nể, dược, cô của ta cũng đang chờ người. Cô của nàng, chính là thần nữ đời trước, khổng mộng. Khi trước, khổng mộng đã từng gặp gỡ và cùng rèn luyện trong chiến trường thượng cổ với thẩm thiên. Bởi vậy, Khổng mộng cũng đã mê đắm thẩm thiên, không thể tự kiềm chế. Tới mức đã qua nhiều năm như vậy, khổng mộng chưa từng tìm kiếm đạo lữ mới, vẫn chờ đợi thẩm thiên trở về. Ở cạnh bên, một nam thanh niên với khuôn mặt anh Tuấn, phong thần như ngọc, tản ra khí chất phương giả. Hắn ta cũng đi ra, nói với giọng bất đắc dĩ, dược, Linh Lung cô cô của ta cũng đang chờ ngươi. Người này, chính là thế tử lang Tà của Đại Hoang Tiên Triều, cũng là cháu của Linh Lung Đế Cơ. Khi thấy nhiều người đều đi ra như vậy. Lam tà thánh tử cũng muốn đi ra tranh thủ giúp cô cô của mình một lần. chương 970, tiên tử trên toàn thế giới, đều đang chờ ngươi. Ba, thẩm thiên nghe vậy thì tê cả ra đầu, rốt cuộc là có bao nhiêu người chứ? Lúc còn trẻ, bản thánh chủ cũng không làm gì các nàng, cũng chưa từng tán bọn họ mà. Làm sao lại đột một tuôn ra nhiều người như vậy? Làm sao vậy? Muốn ép hôn sao? Thẩm thiên cảm giác được từ phía sau có một ánh mắt khó chịu truyền tới, chính là thẩm ngạo tuyết. Thẩm ngạo tuyết cắn môi, cảm thấy rất tức giận người cha vô trách nhiệm này của mình vậy mà đã làm nhiều chuyện như thế lúc còn trẻ cái người này đã gây họa cho bao nhiêu cô gái chứ cùng lúc đó phía sau trương vân đình cũng có một ánh mắt tủi thân truyền tới chủ nhân của ánh mắt đó chính là trương vân hy khi nàng thấy không có người nào giúp nàng thế là trừng mắt nhìn trương vân đình cái tên này tại sao lại chưa sinh ra một đứa nhỏ nào để nó nói giúp cô cô nó chứ trương vân đình lập tức hiểu ý vẻ mặt hiện lên ý xấu hổ nói, sư đệ. Thực ra Vân Hy cũng đang chờ đệ, hay là sư đệ cũng suy nghĩ chút, thẩm thiên, di ông, thẩm hữu thiên lại dùng ánh mắt kính ngưỡng nhìn về phía thẩm thiên, trong lòng thì rất cảm khái. Cha mình nói thật sự là chuẩn, thập tam thúc của mình thật sự là phong lưu khắp thiên hạ. Thử hỏi xem xem, còn có ai có thể đạt được nhiều người yêu ái như vậy chứ? Còn đều là thần nữ thánh nữ của các thế lực lớn nhất thiên hạ nữa. Thậm chí các nàng còn tình nguyện chờ đợi hơn trăm năm, cũng muốn chờ tới khi thẩm thiên trở về. Thúc à, thật sự không hổ là thần tượng của ta. Thẩm thiên vội vàng nói lớn, ra hiệu ngưng lại, được được. Đã gặp nhau tức là có duyên. Hôm nay, bản thánh chủ truyền cho các người yếu lĩnh của đế kinh, về phần cảm ngộ được bao nhiêu thì phải xem mộ tính của các ngươi rồi. Nói xong, thẩm thiên vung tay lên, từ trong cơ thể hắn bắn ra mấy luồng thần quang, tách gia nhập vào trong đầu những thiên tài này. Những thứ này, đều là những cảm ngộ và lý giải của thẩm thiên đối với những đế kinh côn bằng pháp tử thanh kiếm quyết thái đương đế kinh ngũ sắc thần quang hắn dùng thần niệm truyền cho rất nhiều thiên tài coi như đó là lễ gặp mặt cùng với việc chặn miệng của bọn họ lại nếu cứ tiếp tục như vậy chưa biết chừng toàn bộ thiên tài tại đồng tước đài đều phải chạy ra dù sao người thích hắn quá nhiều không thể thu toàn bộ chứ làm vậy ai chịu nổi coi như hắn có được thể chất hỗn độn cũng không thể chịu được Thẩm Thiên không nhịn được mà thở dài. Ai nói đẹp trai là tốt chứ? Ai, cơ thể ai mà chịu nổi chứ? Tiếp nhận thần niệm truyền thừa của Thẩm Thiên, đông đảo thiên kiêu đều mừng lớn. Đây là chân giải cảm ngộ thuần túy nhất, mênh mông khó lường, ẩn chứa đạo lý đại đạo, có thể giúp người ta cảm ngộ tiếp nhận cực nhanh. Mà đây chính là truyền kỳ do thần tiêu thánh chủ Thẩm Thiên tự mình truyền thụ, chắc chắn có giá trị vô lượng. Chúng thiên kiêu đều biết Thẩm Thiên thiên tư tuyệt đỉnh, chiến lược vô song khẳng định hắn cảm ngộ đế kinh đã đạt tới cảnh giới cao thâm mặt chắc chúng thiên kiêu mừng rỡ như điên vội vàng đa tạ đa tạ cô phụ bọn họ đều ngồi xếp bằng nhắm mắt đắm chìm bắt đầu cảm mộ thần niệm truyền thừa thấy đám người cuối cùng đã an tĩnh lại thẩm thiên thở ra một hơi nhẹ nhõm đám tiểu tử này thực sự là vừa nhây vừa nháo nếu cứ tiếp tục như vậy bổn thánh tử sẽ có bao nhiêu loại chất nghi vãn bối đây khụ khụ nghĩ thôi cũng tê cả ra đầu trải qua chuyện này Thẩm Thiên phát hiện ra một vấn đề. Bọn tiểu bối này đại đa số đều là hài tử của bọn thiên kiêu đời trước. Nhưng sao hiện giờ tu sĩ ngũ vực đều thành ra sớm vậy? Thảm thiên tò mò hỏi, sư huynh, sao nhiều thiên kiêu sinh con vậy? Lứa thiên kiêu gì mà lý trường ca, côn minh, gì gì đó, tính ra tuổi thật cũng chỉ chừng mấy trăm. Với tuổi thọ lên tới vạn năm của thánh giả thì độ tuổi này phải nói là quá trẻ. Kết quả, bọn họ đều đã sinh con, mà con lại lớn thế, quả thực khiến cho người ta tò mò mà. Theo như hiểu biết của thẩm thiên thì rất ít tu sĩ lựa chọn sinh con khi còn trẻ như thế. Trước kia, tới khoảng mấy ngàn tuổi tu sĩ mới sinh con cũng là chuyện bình thường. Mà chuyện tu sĩ hơn một ngàn tuổi chưa có đạo lữ lại càng nhan nhản, đâu đâu cũng có. Mọi người đều một lòng tu luyện, nghĩ hết biện pháp tăng thực lực của mình, có rất ít người để ý tới nhi nữ tình trường, kết hôn sinh con sớm thế. Trên cơ bản đều chờ tới khi thu được thành tựu nhất định khi rảnh rỗi mới cân nhắc đến chuyện sinh con chơi. Vậy mà hiện giờ tu sĩ chừng trăm tuổi đã bắt đầu sinh con rồi, quá kỳ quái đi. Trương Vân Đình mỉm cười giải thích, bởi vì đại kiếp sáng lâm, đại hoang tiên triều bèn đề sướng xu thế đông đảo thiên kiêu tảo hôn sớm sinh con đẻ cái, sinh thêm nhiều con, sẽ tăng thêm nội tình cho tu sĩ ngũ vực. Trên cơ bản là quan niệm này đã được thẩm thấu tới từng nhà, cho nên cứ sau mỗi mấy chục năm lại có một lứa thiên kiêu xuất thế. Thẩm thiên câm nín, chẳng lẽ thứ này còn phải dựa vào sinh con mới có thể chống đỡ nổi sao nhưng mà đúng là khá có lý bởi vì đại tranh chi thế xuất hiện linh khí dồi dào pháp tắc gần gũi thiên kiêu thế hệ này trưởng thành rất nhanh tỷ như mấy thiên kiêu yêu nghiệt thế hệ này ấy mới chừng hai ba mươi tuổi đã đột phá cảnh giới thiên tôn nếu là trước kia căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ không bỏ ra mấy trăm năm hơn ngàn năm trên cơ bản không thể đạt tới mà cường hóa sinh dục càng nhiều lứa sau ra đời cũng càng tăng khả năng xuất hiện thiên kiêu có thiên phú đỉnh tiêm. Ngàn dặm chọn một, trăm vạn dặm chọn một, muốn tìm ra mấy vị thiên kiêu đỉnh tiêm cũng không quá khó. Tuy hiện giờ ngũ vực đang gặp đại kiếp, tà linh ngoại vực không ngừng hoành hành. Nhưng với nội tình của các thế lực lớn thì vẫn còn có thể trèo trống thêm một khoảng thời gian nữa. Trong thời gian này đủ để khiến rất nhiều đứa trẻ trưởng thành, gia nhập hàng ngũ cường giả, cùng ngăn cản đại kiếp. chương 971, Thẩm Huynh, đón đòn tấn công toàn lực của ta đi. Một, Lúc này, chúng thiên kiêu lại càng khắc ghi cảm mộ đế kinh chân dài. Trên trời, quang vũ huy sái như cánh hoa óng ánh nhẹ nhàng bay xuống, khiến cho nơi này nồng đậm khí tức mộ đạo. Khí tức của đông đảo thiên kiêu lại càng bành trướng minh mông, mạnh mẽ phát ra, hưởng thụ quang vũ tẩy lễ, lại càng thêm thần dị. Trong cơ thể bọn họ tản mát ra sức mạnh huyến hoặc khó hiểu, toàn thân nở rộ thần quang mờ mịt, không ngừng cảm mộ thiên địa đại đạo. Dầm dầm dầm, thần năng kinh khủng minh mông như đại dương không ngừng bành trướng chỉ một lát sau đã có người cảm mộ thành công, tu vi tịnh tiến. Một cỗ khí tức đột phá tu vi tản phát ra, quét sạch thiên địa, khiến cho cả đồng tước đài đều được linh khí vô tận bao bọc. Chẳng mấy chốc đông đảo thiên kiêu đều thu hoạch được lợi ích khổng lồ sau khi cảm mộ, thậm chí có không ít người đã đột phá được cảnh giới nhỏ. Bọn họ chậm rãi tỉnh lại, sắc mặt đầy vui mừng, vô cùng phấn chấn. Mọi người đều kinh hô, thần tiêu thánh chủ cảm mộ đế kinh cao thâm mặt chắc, vượt xa chúng ta 10 con phố sau khi cảm mộ đế kinh chân giải ta đã nắm chắc đế kinh gấp bội ta cũng vậy ta đã tu luyện thái dương đế kinh tới cảnh giới đại thành còn cả ta cả ta nữa ta cũng vậy đa tà thánh chủ tiền bối đa tà cô phụ chúng thiên kiêu vạn phần kích động sau lần cảm mộ này bọn họ đã thu được lợi ích không nhỏ ít nhất đã giảm bớt được mấy chục năm khổ tu bởi vậy chúng thiên kiêu lại càng tràn đầy cảm kích và kính nể thầm thiên nhưng khi bọn họ đang chuẩn bị đứng dậy nói lời tạ ơn thì phát hiện thẩm thiên đột nhiên hóa thành một vệt thần quang bay thẳng lên chín vạn trượng mây thấy cảnh tượng này tất cả đều ngỡ ngàng ngơ ngác không hiểu gì thần tiêu thánh chủ đi thế nào vậy đúng vậy ta còn muốn thương lượng với ngài ấy một chút xem có nên thu cô cô ta lại không đúng rồi đúng rồi cô cô ta cũng đã ở nhà chờ ngài ấy nhiều năm vậy rồi mà đến lúc gả đi rồi ta cũng vậy ta cũng vậy trên biển mây thẩm thiên ướt đẫm mồ hôi lạnh hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, mặt mũi nhăn nhó như nhức trứng lẩm bẩm, hô, cũng may bổn thánh chủ phản ứng nhanh. Nếu lại bị đám tiểu tử này quấn lấy nữa thì nổ tung đầu mất. Làm trưởng bối cái gì chứ, thực sự quá kinh khủng. Thẩm thiên luôn luôn anh dũng vô địch, nhưng khi gặp chuyện nhi nữ tình trường cũng không thể không lùi bước. Dù xoa tâm tính của hắn cũng dừng lại ở hơn trăm năm trước, gần như không có gì thay đổi. Đột nhiên xuất hiện nhiều bà mai như vậy, ai mà chịu nổi chứ. Cho nên, vẫn nên nhanh chóng bỏ chạy, tẩu vi thượng sách. Thấy cuối cùng đã thoát được đám tiểu tử kia, gánh nặng trong lòng thẩm thiên đã được giải khai. Đúng lúc này, hư không kịch liệt rung động, không gian vặn vẹo, quang mang quanh quẩn, tràn đầy khí tức uy hách. Hư không bị một sức mạnh vĩ đại vô thượng nào đó cứng rắn đập vỡ, hiện ra một cái động sáng lóa. Bên trong tỏa hào quang rực rỡ trói mắt, khí tức hoành hành. Hai mắt thẩm thiên ngưng lại, chỉ thấy có hai bóng người bước ra từ trong hư không một người trong số đó mặc váy dài màu tím nho nhã, thân hình to lớn, hai con người như chứa cả thiên địa, vô cùng thâm thúy. Nhưng khí tức lại vô cùng bình thản, dạo bước như hòa làm một thể cùng thiên địa, hư vô mờ mịt, người khác cảm giác không thể nắm giữ. Mà bên cạnh là một người mặc áo trắng, giữa hai đầu lông mày hiện ra một tia tang thương, bớt đi một phần kiệt ngạo, nhiều thêm một phần thành thục. Khí tức của y cường đại vô cùng, mặc dù đã thu vào trong thân nhưng vẫn cảm nhận được trong cơ thể y ẩn chứa sức mạnh vô cùng cuồng bạo, hai người này chính là hoang thạch đế quân và thạch thiên tử. Thấy hai người này, con người thẩm thiên hơi co lại. Dù hắn đã đạt tới cảnh giới này nhưng vẫn không thể nhìn thấu hoang thạch đế quân, ngược lại càng cảm thấy ông cao thâm mặt chắc hơn. Thẩm thiên thầm thở dài cảm thán, hoang thạch đế quân không hổ là cường giả mạnh nhất ngũ vực. Có cường giả cấp bậc này ở đây, cho dù là tà linh ngoại vực cũng không thể tùy tiện công hãm ngũ vực. Sau đó, thẩm thiên nhìn sang thạch thiên tử, phát hiện tu vi của tiểu tử này cũng tinh tiến rất khá. Thời gian 180 năm đủ để tu vi của Thạch Thiên Tử đột phá thành công từ Thiên Tôn Trung Kỳ lên thành chân Thánh Lục Kiếp. Nhưng với chiến lược của Thạch Thiên Tử, dù có đối mặt với cường giả cấp đại thánh cũng có thể chống lại. Không hổ là thiếu niên trí tôn trước kia, quả nhiên thiên phú rất cường đại. Nghĩ vậy, thẩm thiên cười cười tiến tới nói, Thạch Thúc, Thiên Tử Huynh, đã lâu không gặp. Hoang Thạch Đế quân nở nụ cười hòa ái, hỏi, về rồi hả? Cảm nhận được khí tức của thẩm thiên, Hoang Thạch Đế quân liền đưa Thạch Thiên Tử tới. Thẩm thiên khẽ gật đầu cảm thán, bế quá một cái thôi mà lâu quá, nên mới ra muộn như vậy. Hoàng thạch đế quân cười gật đầu, thiên nhi, con có thể bế quan trong thế cờ hồn thiên lâu như vậy, khẳng định đã có được thu hoạch to lớn. Ông hiểu rất rõ thông thiên kiến mộc giới, há lại không biết thế cờ hồn thiên là thế nào sao. Đó chính là vùng cơ duyên lớn nhất của kiến mộc giới, có được cơ duyên rất lớn. Mà khi thạch thiên tử từ đó trở về đã từng thông báo cho hoang thạch đế quân tình huống cụ thể bên trong thế cờ hồn thiên cho nên đương nhiên hoang thạch đế quân sẽ tự hiểu được thẩm thiên đã thu được truyền thừa của hồn thiên tiên vương thẩm thiên gật đầu nói quả thực là có thu hoạch tăng được một phần thực lực đối mặt với hoang thạch đế quân thẩm thiên vẫn vô cùng khiêm tốn hoang thạch đế quân cởi mở cười nói tốt rất tốt có con ở đây hy vọng của ngũ vực lại lớn hơn một chút hoang thạch đế quân sớm đã coi thẩm thiên như hậu bối của mình nếu không đã không giao hoang cổ đế kinh và bàn đào bất tử dược cho hắn thấy thẩm thiên có thể có được thành tựu như vậy, trong lòng ông tràn ngập vui mừng. chương 972, thẩm huynh, đón đòn tấn công toàn lực của ta đi. hai thẩm thiên khẽ gật đầu, dừng một chút lại nói, thạch húc, lúc trước ngài có nhắc tới hỗn độn bổ thiên đan, còn đã luyện chế thành công rồi đây. Nhưng không phải bàn đào bổ thiên đan mà là hương tiêu bổ thiên đan. Thẩm Thiên kể lại tình hình ở đấu chiến thắng phủ cho Hoang Thạch Đế quân nghe, rồi nói, hiệu quả của Hương Tiêu Bổ Thiên Đan không bằng bàn đào Bổ Thiên Đan. Thẩm Mỗ nguyện ý đem hai viên Bổ Thiên đan để đền bù. Dứt lời, Thẩm Thiên liền lấy ra hai viên Hỗn Độn Bổ Thiên đan dơ cho hoang Thạch Đế Quân. Thực ra dù dược hiệu của Hương Tiêu Bổ Thiên đan không bằng Bàn Đào Bổ Thiên đan nhưng cũng không kém bao nhiêu. Mà hai viên Hương Tiêu Bổ Thiên đan thì vượt xa một viên Bàn Đào Bổ Thiên đan. Dù sao thì một người cũng chỉ có thể phục dụng một viên đan dược này, có thêm một viên có nghĩa là có thể tạo ra thêm một cường giả. Nhưng Thẩm Thiên cũng chẳng để ý. Hoang Thạch Đế Quân thân là cường giả mạnh nhất Ngũ vực, trọng trách ông phải gánh vác vượt xa người bình thường. Khi tất cả mọi người đều đang an nhàn phát dục, thì ông phải thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm cường giả tuyệt đỉnh của Tà Linh tộc, phòng ngừa có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Nếu không, một khi cường giả tầng lớp đó đại khai sát giới chắc chắn sẽ gây ra cảnh sinh linh đồ thán. Cho nên mới nói, Hoang Thạch Đế Quân chính là vị tiền bối đáng kính trọng nhất Ngũ vực. Đưa Bổ Thiên Đan cho ông không chỉ tăng cường thực lực của Hoang Thạch Đế Quân tăng khả năng bảo vệ ngũ vực. Mà đưa thêm một viên còn có thể tạo ra một vị cường giả nữa. Hiện giờ ngũ vực đang lâm vào tình trạng nguy hiểm, tất cả mọi người đều trên cùng một chiến tuyến, cần phải chung sức đối kháng tà linh. Đại hoang tiên triều lại xuất hiện thêm một vị cường giả nữa cũng là một chuyện tốt với ngũ vực. Hoang thạch đế quân gật đầu, vui mừng nói thiên nhi có lòng. Thôi, đám trẻ tuổi các ngươi cứ tự ôn chuyện đi. Bổn đế còn có chuyện cần xử lý, đi trước một bước. Hoang Thạch Đế Quân nhận lấy hai viên Bổ Thiên Đan rồi nhẹ đạp bước chân tiến vào trong hư không vô tận. Ông muốn nhanh chóng phục dụng Hỗn Độn Bổ Thiên Đan để tăng thực lực, tránh xuất hiện nhân tố không chống lại nổi. Đồng thời còn muốn chọn ra một vị thái thượng trưởng lão từ trong Tắc Hạ Học Cung cùng phục dụng Hỗn Độn Bổ Thiên Đan. Như vậy, Tắc Hạ Học Cung sẽ có hai vị cường giả thủ hộ, khi đối kháng với Tà Linh tộc cũng chắc chắn hơn một chút. Thấy Hoang Thạch Đế Quân rời đi, Thạch Thiên Tử mới phấn chấn đi lên. "Thẩm huynh, cuối cùng ngươi cũng ra rồi." hai mắt thạch thiên tử sáng rực nhìn thẩm thiên cảm khái vạn phần trước kia khi ở thế cờ hồn thiên thẩm thiên còn đang bế quan thạch thiên tử còn chưa kịp tạm biệt hắn đã rời đi không ngờ một lần từ biệt này mà hai người đã cách xa nhau tới cả trăm năm mới gặp lại trong lòng thạch thiên tử tràn đầy tôn trọng và sùng kính thẩm thiên đồng thời cũng tràn đầy đầu trí dù sao y cũng là thiếu niên trí tôn khi còn trẻ dùng khí thế vô địch mà xưng tôn ở trung châu cho tới khi gặp Thẩm Thiên, y mới cảm nhận được thất bại là gì. Nhưng đạo tâm của Thạch Thiên tử cũng không bị ảnh hưởng, mà lại càng thêm cứng cỏi. Y coi Thẩm Thiên là đối thủ, coi Thẩm Thiên là bạn, coi Thẩm Thiên là mục tiêu truy đuổi. Thấy đối thủ ngày xưa đã an toàn trở về, Thạch Thiên tử tràn đầy vui vẻ. Thẩm Thiên khẽ nhếch khóe miệng mỉm cười nói, nhiều năm không gặp, phong thái của Thiên tử huynh vẫn như xưa. Chắc hẳn Thiên tử huynh đã tu luyện Chu Thiên đạo kinh tới cảnh giới viên mãn phải không? Nếu không có thạch thiên tử, thẩm thiên cũng không thể nào thu được truyền thừa của hồn thiên tiên vương. Với gốc rau hệ thiên phú đỉnh tiêm, thực lực cường hãn, khí vận lại cực cao này, hắn vẫn luôn tràn đầy hảo cảm. Dù sao, gốc rau hệ này cũng đủ to mà. Nghe thẩm thiên hỏi vậy, khóe miệng thạch thiên tử hơi giật giật. Đâu có đâu có, vẫn kém xa thẩm huynh. Y vẫn không quên được lúc trước mình đã tràn đầy vui vẻ nhận định vượt qua được thẩm thiên thế nào. Kết quả, hiện thực tàn khốc, dáng cho tâm hồn mỏng manh của Y một chùy thật mạnh. Bởi vậy, từ khi rời khỏi thế cờ hồn thiên, Thạch Thiên Tử vẫn dốc lòng khổ tu, một lòng cảm ngộ Chu Thiên Đạo Kinh. Cuối cùng, trời không phụ người có lòng, 30 năm trước y đã tu luyện Chu Thiên Đạo Kinh tới cảnh giới đại thành. Nhưng so với Thẩm Thiên vẫn khác nhau một trời một vực. 3 năm versus 180 năm, cái này, con mẹ nó có thể so sánh sao? Trong lòng Thạch Thiên Tử trùng điệp thở dài, không có việc gì thì đừng tìm Thẩm Huynh so thiên phú. Áp lực thực sự quá lớn khiến cho chi tôn thiên sinh ta đây chẳng khác nào phế vật ôi thạch mỗ ta thật quá vất vả mà nếu thiên phú kém xa xa không bằng thẩm thiên thạch thiên tử muốn lấy lại danh dự từ một góc độ khác từng ấy năm tới nay y vẫn luôn thắng thẩm thiên một trận thấy thẩm thiên trở về thạch thiên tử đột nhiên tò mò hỏi thẩm huynh tu vi của ngươi đã tới cảnh giới nào rồi thạch thiên tử biết tu vi và chiến lược của thẩm thiên hoàn toàn không liên quan tới nhau lúc trước khi Thẩm Thiên còn ở cảnh giới Nguyên Anh đỉnh phong đã miễn cưỡng đánh bại y là Thiên Tôn trung kỳ. Khi đó chiến lực của hai người đều có thể so với chân thánh. Mà 180 năm trôi qua, khẳng định tu vi của Thẩm Thiên có đột phá. Bởi vậy, Thạch Thiên Tử cũng muốn xem thử xem rốt cuộc Thẩm Thiên đã tu luyện tới cảnh giới nào. Thẩm Thiên cười nói, nửa bước độ kiếp, chương 973, Thẩm huynh, đón đòn tấn công toàn lực của ta đi. Ba, Thạch Thiên Tử nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, lúc trước khi ở cảnh giới hóa thần sơ kỳ thẩm thiên có thể chiến thánh quân thất kiếp hiện giờ đột phá lên tới nửa bước độ kiếp rồi chắc hẳn có chiến lược đại thánh mà thạch thiên tử y thân là nửa bước thánh quân lục kiếp đỉnh phong cũng có chiến lược giành lại được đại thánh chẳng phải như vậy có nghĩa là thạch mỗ có cơ hội phân cao thấp cùng thẩm huynh sao nghĩ vậy thạch thiên tử bừng bừng chiến ý hỏi thẩm huynh chúng ta đánh một trận được không lần này thẩm huynh nhất định phải dốc toàn lực phân cao thấp với thạch mỗ thạch thiên tử kiên quyết đề nghị lúc trước y nghi ngờ thẩm thiên đã hạ thủ lưu tình không dốc hết sức để ra tay nếu không khẳng định y đã bại thảm hơn kia nhưng thạch thiên tử vẫn rất ngông nghênh y muốn đường đường chính chính dốc toàn lực đánh một trận với thẩm thiên dù giữa hai người vẫn còn khoảng cách y cũng phải xem xem khoảng cách này lớn chừng nào thẩm thiên nghe vậy khó xử nói thiên tử huynh như vậy không tốt đâu có gì mà không tốt thẩm huynh cứ việc dốc toàn lực thạch mỗ để sẽ đón lấy Thạch Thiên Tử tràn đầy tự tin, mấy năm gần đây y cũng không lười biếng, thực lực tu vi đều tinh tiến nhiều. Y nhận định mình có thể ép Thẩm Thiên phải dốc toàn bộ sức mạnh ra. Nhưng, Thẩm Thiên còn muốn nói gì đó, nhưng bị Thạch Thiên Tử vung tay ngắt lời, "Thẩm huynh đừng có nhiều lời, dốc toàn lực ứng phó đi." "Được." Thẩm Thiên thở dài một hơi, sau đó vung tay lên, lập tức thần mang sáng chói hiện ra. Một thần lô khổng lồ bất ngờ xuất hiện trước ngực hắn. Trên thần lô là Thái Dương thần hỏa đang cháy hừng hực sáng rực, đốt chảy hư không thành hư vô. Một cỗ đế uy minh mông quét sạch thiên địa, trải rộng hoàn vũ, minh mông như đại dương, dường như muốn chấn vỡ cả mảnh thiên địa này. Lô này chính là Thái Dương Thần Lô, nếu Thạch Thiên Tử đã một lòng muốn hắn dốc toàn lực ra tay, Thẩm Thiên đành nghe theo, nếu không chính là hắn không tôn trọng đối phương. Thấy cảnh tượng này, hai mắt Thạch Thiên Tử trợn trừng trừng, điên cuồng nuốt nước miếng. Thẩm huynh, hay chúng ta vẫn nên so tài hồn thiên thần quyền một chút đi khóe miệng thạch thiên tử điên cuồng run rẩy nha thạch mỗ nói muốn dốc toàn lực đánh một trận với ngươi có nói là muốn ngươi đánh ta đâu ngươi lấy luôn cả đế khí ra thế này ai mà chịu nổi a cũng được thẩm thiên gật đầu thu thái dương thần lô lại nói lại thứ này còn chưa phải lá bài tẩy của hắn đâu hắn còn chưa lấy bàn cờ hồn thiên ra nữa thạch thiên tử lập tức thở dài một hơi chỉ cần thẩm thiên không lấy đế khí ra đánh y vẫn dám tự tin mình có thể đánh với thẩm thiên một trận hai mắt nóng bỏng, y chắp tay nói, mời thẩm huynh chỉ giáo. Nói xong, thạch thiên tử vò tới thẩm thiên, chớp mắt, y đã hóa thành thần quang trói loa, như sao trổi rơi thẳng khỏi biển mây tận cửu thiên. Thạch thiên tử bóp quyền, vận đáng sức mạnh nặng tựa vạn quân, như sao băng rơi xuống, vỡ vụn hư không vô tận. Thấy cảnh này, hai mắt thẩm thiên tỏa sáng, 180 năm này, thạch thiên tử vẫn đắm chìm tu luyện hồn thiên thần quyền, đã đạt tới trình độ lô hỏa thuần thanh với tu vi chân thánh lục kiếp đỉnh phong của y hoàn toàn có thể phát huy hết uy thế của hồn thiên thần quyền một quyền này uy lực cực lớn cho dù là cường giả cấp đại thánh cũng rất khó mà ngăn cản chính diện được điều này cũng kích thích đấu trí của thẩm thiên hắn thét dài một tiếng nói tới hay lắm thẩm thiên nhún mình nhảy lên quanh thân tràn ngập tinh quang toàn thân hán hóa thành một đạo thần quang minh mông phóng lên tận trời hắn đấm ra một quyền quyền mang cái thế chỉ lát sau đằng trước thẩm thiên đã ngưng tụ ra quyền ấn minh mông vô biên quyền mang như dao cắt đậu hũ cứng đối cứng với thạch thiên tử oanh tiếng vang rung động thiên địa tiếng động này không giống một trận quyết đấu bình thường mà giống hai tiên thạch vũ trụ va vào nhau hơn uy thế dung chuyển trời đất thiếu chút nữa là chấn vỡ hoàn vũ vô tận trong vòng trời lập tức bùng lên thần quang vô tận sáng chói lóa mắt thần lực minh mông bành trướng như đại dương tràn ngập khắp thiên địa phóng mắt nhìn ra xa chỉ thấy bên trong bầu trời bị thần quang vô tận bao bọc quang mang che khuất nhật nguyệt thất sắc. Tới khi quang mang tiêu tán, thẩm thiên lập thân cùng hư không, khí thế mênh mông, khó mà ước đoán. Bên kia, bỗng nhiên thân thể thạch thiên tử hiện ra. Y hơn run lên, lùi liền mấy bước, tinh quang trong mắt lại càng sáng chói. Xem ra thẩm huynh cảm ngộ hồn thiên thần quyền cũng thật tinh thâm. Nhưng không sao, ta chính là trí tôn trời sinh, đã đắm chìm tu luyện hồn thiên thần quyền trăm năm. Trận chiến này không có lý do thất bại, thẩm huynh, chuẩn bị nghênh đón một kích toàn lực ta đã ấp ủ trăm năm đi. Thạch thiên tử lại một lần nữa bộc phát, quanh thân hiện ra từng đạo thần hy, phát hỏa phù văn thần dị, lưu chuyển quanh thân. Thần quang chói lòa mạnh mẽ tỏa ra sương mù mông lung, phun trào thần lực vô tận hòa làm một cùng thiên địa. Y bước lên một bước, hư không vỡ vụn, pháp tắc của cả mảnh thiên địa này đều vỡ nát. Thẩm huynh, thạch mỗ sẽ xuất toàn lực, thạch thiên tử hít sâu một hơi, hành động như điện, mạnh mẽ như rồng khí tức mãnh liệt dọa người như sao băng rơi xuống, sau lưng y hiện ra dị tượng sáng thế, sức mạnh âm dương luân chuyển giao hội, cuối cùng diễn sinh ra hình thái ban đầu bao la hùng vĩ của thế giới. Trong đó, sức mạnh địa thủy phong hỏa sen lẫn lượn lờ, đại đao pháp tắc tung hoành, như thiên địa hỗn độn có ép lại mà thành. Thạch Thiên Tử vung quyền giáng xuống, quyền mang như mãng hoang chân long, huyết khí trùng thiên. Một kích này kéo theo cả sức mạnh tự nhiên, mang theo thần uy vô tận, lực nát sơn hà hai mắt thẩm thiên ngưng lại, quanh thân nở rộ tinh quang vô tận tiếp dẫn sức mạnh sao trời ngoại vực buông xuống. chương 974, nhất ngộ thẩm thiên lầm chúng sinh. Một, sau lưng hắn cũng dâng lên một cỗ dị tượng kinh khủng. Long hống khiếu thiên, phượng ngâm cao vút, vô số thần mang phóng lên tận trời. Thần long to lớn gào thét sông ra, sau lưng còn hiện ra cánh chim phượng hoàng rộng lớn đủ bao trùm thiên địa. Cánh phượng dương cao nhất lên gió lốc ngập trời thần hoàng hừng hực bất diệt sáng rực lượn lờ quanh thân thần long tỏa ánh lửa tận trời chiếu rọi thiên địa thảm thiên khép năm ngón tay lại hơi thở như xương mang theo khí tức cái thế đánh về phía trước kinh khủng ngập trời trong chốc lát hai người giao phong chỉ trong chớp mắt đã oanh kích ra một nghìn đòn hồn thiên thần quyền uy thế kinh khủng tựa như muốn lật úp cả thiên địa mảng lớn hư không sụp đổ cuối cùng vỡ vụn thành một đống phế tích hư không chôn vùi pháp tắc hỗn loạn loạn lưu hư không đáng sợ quét ra thôn vệ cả hai người. Nhưng bọn họ chẳng để ý tới, cứ thế tiếp tục giao chiến trong loạn lưu hư không vô biên minh mông. Trung quanh, ô quang nhấp nháy, uy thế chấn thiên. Loạn lưu đen nhánh đáng sợ kinh khủng tản mát ra sức mạnh nhiếp nhân tâm phách. Hai bóng người không ngừng giao thua, va chạm, bắn ra thần quang trói lọi, chiếu rọi thiên địa. Toàn thân thạch thiên tử phát sáng, trùng đồng hiện ra, đế cốt xuất hiện bắn ra sức mạnh dọa người, muốn đập nát cả thương khung này khí thế của y quá bá đạo, như thần minh vô thượng công phạt vạn thế khiến cho cả mảnh thiên địa này phải thần phục. Y phất tay hư không toái diệt, tinh thần vẫn lạc, khiến cho pháp tắc thiên địa đều rúng động, như muốn hoàn toàn chôn vùi tại nơi này. Đối diện, thẩm thiên anh tư cái thế, áo trắng bay bay chập chờn trong gió, không nhiễm bụi trần. Hắn đứng trong hư không loạn lưu vững như thái sơn, mặc người tấn công, chỉ vẻn vẹn dùng một quyền đánh nát. Hai người không ngơi tay, mỗi một quyền đánh ra đều xuyên thấu hư không, đập nát thương khung, khí tức kinh khủng tuyệt luân, táng diệt đại thế. Hư không loạn lưu cũng không chịu nổi sức mạnh này, vỡ vụn ra vô số khe hở dọa người ta mất hồn. Loạn lưu màu đen đáng sợ quét sạch vạn dặm xa, kinh khủng vô tận, ẩn chứa uy năng lớn lao. Nó đi tới đâu, chôn vùi hết thảy. Chiến trường nơi này quá mức kinh khủng, tràn đầy sức mạnh hủy thiên diệt địa, như muốn diệt tuyệt mảnh vũ trụ này. Chỉ một đạo quyền mang tiêu tán cũng có thể khiến cho chân thánh bình thường bị thương, mà sát thánh giả. Nếu tới gần hơn một chút, sức mạnh kinh khủng này có thể khiến cho thánh quân trực nước tim gan, tim đại thánh cũng phải đập nhanh run rẩy. Hai người giao chiến không ngừng, giết tới mức thiên hôn địa ám, thương khung vỡ nát, hung uy như muốn đánh xuyên cả thiên địa. Hư không xung quanh bọn họ nổ bể, thiên địa cũng cộng hưởng theo mà bị hủy thành một vùng phế tích. Hai người giống như tuyệt đại thần minh giết thẳng lên mây cao chín tầng trời, tung hoành bên ngoài biển mây. Một hồi sau cuối cùng cũng có một bón người ngã xuống, vội lùi lại mấy vạn trượng mỗi một bước y dẫm xuống đều dẫm nát hư không chôn vùi thành bột mịn dẫn tới thiên địa cộng minh người này chính là thạch thiên tử sau gần vạn chiêu giao chiến với thẩm thiên cuối cùng y ngăn cản không nổi nữa mà bại lui thạch thiên tử thở ra nặng nề khí tức hỗn loạn trên nắm tay y còn dỉ ra từng tia từng tia máu tươi hai tay y đang run rẩy dị tượng sau lưng trở nên ảm đạm khí huyết trong người cuộn lên từng dòng thạch thiên tử cũng không để ý chỉ thấy thật thoải mái lúc này thẩm thiên phất phơ áo trắng bay xuống, toàn thân không chút thương tích, ngay cả khí thức cũng rất bình thản. Chiến lực của thiên tử huynh quả nhiên cường đại, thẩm thiên cảm thán một câu, với chiến lực của thạch thiên tử, dù là một vài đại thánh uy tín lâu năm cũng chưa chắc đã là đối thủ của y. Thân mang trùng đồng đế cốt, lại còn nắm giữ đại thần thông sáng thế, thạch thiên tử đã được thúc định sẽ có thành tựu vô thượng tung hoành vũ trụ. Nghe thẩm thiên nói vậy, thạch thiên tử cười khổ nói, vẫn kém xa thẩm huynh. Trận này, là thạch mỗ bại, trong lòng Thạch Thiên Tử vạn phần rung động, dù y đã dốc hết sức ra rồi cũng không thể dung chuyển một mảy may của Thẩm Thiên. Khi song quyền của hai người đập vào nhau, y cảm thấy như mình đang đập vào tiên kim thiên ngoại, không thể phá vỡ, ngược lại còn bị phản chấn rung cả hai tay. Y là chân thánh lục kiếp đỉnh phong đó, mà Thẩm Thiên mới chỉ là độ kiếp nửa bước. Nếu chờ tới khi tu vi của Thẩm Thiên ngang bằng y, sợ là lật tay một cái cũng có thể hủy diệt y. Nghĩ vậy, trong lòng Thạch Thiên Tử không khỏi cảm thán: Thẩm huynh không hổ là thiên tư vô lược, sức chiến đấu cỡ này chắc chắn sẽ tung hoành đại thế, chấn áp tất cả kẻ địch. So với thẩm huynh, thạch mỗ thực sự kém quá xa. Nhưng dường như thạch mỗ thấy được một chút hy vọng sống từ thẩm huynh. Có thể cứu vớt được sinh cơ của mảnh thiên địa này rồi. Với thiên phú và chiến lược của thẩm huynh, chờ tới khi hắn trưởng thành, nhất định có thể đem lại hy vọng cho ngũ vực. Ngũ vực được cứu rồi. Thạch thiên tử bình tĩnh nhìn thẩm thiên, quang mang trong ánh mắt lại càng sáng chói mà thâm thúy vô cùng. Một lúc lâu sau, cuối cùng hắn đành cười khổ lắc đầu, thẩm huynh, nếu ngươi có thời gian thì đi thăm nhà đầu linh lung kia đi. Trong khoảng thời gian huynh biến mất này, nhà đầu kia đã bắt đầu làm ẩm ý, thật vất vả mới qua được bao năm như vậy. Thậm chí nàng còn chạy tới trước mặt đế quân, khóc khóc nháo nháo muốn đế quân ra tay mang ngươi ra. Cũng may, sau khi biết ngươi không có nguy hiểm gì nha đầu kia mới an tĩnh lại. Nếu không, cả tiên triều đều bị nàng lật lên mất. chương 975, nhất ngộ thẩm thiên lầm chúng sinh hai thạch thiên tử cũng cực kỳ bất đắc dĩ, y đã sớm nhìn ra linh lung đế cơ trầm luân tại thẩm thiên rồi, không thể tự kiềm chế, nhưng cũng không trách được nàng, ai bảo thẩm huynh anh tư cái thế, nghị lực vô thượng chứ? có lẽ chỉ cần là nữ nhân đều phải trầm luân trong phong thái vô thượng của thẩm huynh đi, nhưng dù sao đây cũng là hoàng muội mà y sủng ái nhất, có thể giúp nàng tranh thủ một chút thì sẽ cố gắng tranh thủ đi. thẩm thiên hắn hơi ngượng ngập, không biết nên nói gì sao lại tới một bà mai nữa thế này nói thật bổn thánh chủ chưa từng làm gì bọn họ bị nhiều người làm mai như vậy thẩm mỗ cũng rất mệt mỏi thấy thẩm thiên không nói gì thạch thiên tử thở dài một hơi lắc đầu nói từ khi gặp nhau ở bắc hải đế mộ nhất mộ thẩm thiên lầm chúng sinh thẩm huynh tự giải quyết cho tốt đi thạch thiên tử quay người rời đi để lại một mình thẩm thiên vẫn còn đang choáng váng thật lâu sau hắn mới thở dài một hơi lẩm bẩm đây mới là chuyện phiền hà đây để thời gian tự giải quyết đi, nghĩ vậy hắn cũng thả người bay ra ngoại giới. Đồng tước đài, lúc này trên đồng tước đài chẳng còn mấy người, vô cùng yên tĩnh. Bởi vì đây chính là thời gian tắc hạ học cung chiêu sinh, đại bộ phận thiên kiêu đều chạy tới tắc hạ báo danh xin nhập học cả rồi. Cho nên đồng tước đài tạm thời vắng vẻ một chút, thấy cảnh tượng này, thẩm thiên thở dài một hơi, hắn vẫn chưa nghĩ ra nên xử lý chuyện này thế nào, chỉ ít cũng phải cân nhắc thêm một thời gian nữa. Về phần mấy người Trương Vân Đình thì vẫn đang chờ trong Kim Hoàng Các. Thấy Thẩm Thiên đã trở về, mọi người đều mừng rỡ. Trương Vân Đình bước lên hỏi dò, "Sư đệ, vừa rồi đệ làm gì vậy?" Tất cả mọi người đều khá tò mò, không hiểu vì sao Thẩm Thiên cứ thế rời đi mà chẳng nói câu nào. Thẩm Thiên hơi khựng lại, mới đáp, "A, à, vừa rồi đế quân có tìm đệ có chút việc nên đệ đi một chút." Hắn cũng không thể nói là vì đám tiểu tử kia đi. Mọi người đều khẽ gật đầu, không nghi ngờ gì. Trương Vân Đình tiếp tục hỏi, sư đệ, vừa rồi phụ tôn đã truyền tin tới dặn sư đệ mau chóng quay về thánh địa tham gia nghi thức bản giao thánh chủ. Thần tiêu thánh chủ đã tuyên bố với bên ngoài thẩm thiên chính là thần tiêu thánh chủ đời này từ 80 năm trước. Bây giờ thẩm thiên trở về rồi, mặc dù không tổ chức đại điển thánh chủ kế nhiệm nhưng một vài nghi thức vẫn phải cử hành. Dù sao thì nghi thức chuyển giao thánh chủ cũng không phải chuyện chỉ một hai câu là có thể giải thích. Thảm thiên khẽ gật đầu nói, vậy chúng ta mau chóng về đi. Đã nhiều năm chưa về Thần Tiêu Thánh Địa rồi, trong lòng Thẩm Thiên cũng khá nhớ nhung. Dù sao nơi này cũng là tông môn của hắn, cho tới nay vẫn trợ giúp hắn rất nhiều. Bởi vậy, tình cảm trong lòng Thẩm Thiên với Thần Tiêu Thánh Địa vẫn rất sâu sắc. Được rồi, vậy bây giờ chúng ta đi luôn đi. Mọi người đáp lại một tiếng rồi cùng nhau rời Đồng Tước Đài, tiến tới Thần Tiêu Thánh Địa. Vài ngày sau, Thần Tiêu Thánh Địa, bởi vì tà linh ngoại vực xâm lấn phát động tấn công toàn diện, trên phạm vi cực lớn, nên các thế lực lớn ở ngũ vực cũng bắt đầu tạo dựng hư không truyền tống trận, kết nối lẫn nhau. Nhớ khi tà linh tộc xâm lấn, các thế lực lớn cũng có thể mau chóng tới giúp. Trên cơ bản đại kiếp này đã vặn các thế lực lớn thành một sợi dây thừng. Mượn nhờ trận pháp truyền tống các nơi, mọi người cũng không tốn nhiều thời gian đã có thể từ Trung Châu về tới thần tiêu thánh địa. Lúc này, thần tiêu thánh địa đã thay đổi rất nhiều so với trăm năm trước. Khu vực bên ngoài thánh địa được dựng lên từng tòa tường thành, vây kín bốn phương tám hướng, núi liền với nhau bảo vệ thánh địa ở giữa. Tường thành cao vút trong mây, nguy nga bàng bạc, quang mang quanh quẩn, tỏa hào quang bốn phía, tản ra linh áp cường đại. Tường thành ở đây đều được chế tạo từ linh kim cực kỳ chân quý không thể phá vỡ. Trên vách tường thành còn khắc rõ từng đạo thần văn chói lọi, liên kết lẫn nhau, bắn ra khí tức minh mông khó lường. Đây đều là trận pháp khốn trận, sát trận, tất cả đều tràn đầy khí tức sát phạt kinh khủng, bao phủ toàn bộ thần tiêu thánh địa vững như thành đồng dù có là thánh giả đến đây cũng không thể tùy tiện đi vào. Nếu dám cứng rắn sông tới chắc chắn sẽ bị vô số trận pháp vây giết mà đẫm máu tại đây. Đằng sau tường thành còn có những bộ cơ giáp to lớn vô cùng tỏa trấn phụ trách thủ vệ, sẵn sàng phòng bị đại quân tà linh giáo xâm nhập. Thân thể kim loại của những cơ giáp kia sáng bóng lên, quang mang nhấp nháy, cái nào cái nấy như cự nhân đỉnh thiên lập địa, chấn thủ một phương. Khí thức của bọn chúng đều vô cùng cường đại, trên cơ bản mỗi vị cơ giáp đều có thể so với cường giả cảnh giới thiên tôn những cơ giáp này đều là tiên đạo cơ giáp do Tần Vân Địch chế tạo ra. Tiên đạo cơ giáp chỉ cần tu sĩ từ cảnh giới kim đan, Nguyên Anh thôi động là có thể bộc phát ra chiến lực ngang với thiên tôn. Những cơ giáp này còn có thể liên kết tương hỗ lẫn nhau, cùng tổ kiến thành hình thức chiến trận, có thể bộc phát ra uy lực gấp trăm gấp mười lần. Tỷ như khu vực này toàn bộ đều là cơ giáp canh kim bạch hổ, tổng cộng lên tới mấy trăm bộ. Nếu bọn chúng liên kết lại, bạo phát huy năng, thậm chí có thể dễ dàng chém giết thánh giả còn có rất nhiều khu vực khác cũng được cơ giáp tỏa chấn, như Thanh Long cơ giáp, Chu Tước cơ giáp, Huyền Vũ cơ giáp, vân vân và vân vân. Chương 976, Nhất Ngộ Thẩm Thiên Lầm Chúng Sinh. ba Những cơ giáp có thuộc tính khác nhau sẽ do các đệ tử có lôi đình thuộc tính khác nhau sử dụng. Mà các vấn đề trước kia của cơ giáp trên cơ bản đều đã được giải quyết, đồng thời uy lực cũng tăng lên, có thể dùng phương thức quân trận để đối địch. Nếu thực sự đến thời khắc sinh tử tồn vong, còn có thể nối tất mấy ngàn cơ giáp này lại, dựng lên đại trận thập phương lôi thú đến lúc đó dù có phải đối mặt với cường giả cấp thánh quân cũng có sức đánh một trận nên nhớ đây là một việc cực kỳ kinh khủng tranh lệch giữa thánh quân và tu sĩ cảnh giới kim đan nguyên anh lớn cỡ nào chứ thực sự là giết gọn trong trước mắt lật tay một cái là gạt được một mảng lớn đừng nói là mấy ngàn người cho dù là mấy vạn người mười vạn người cũng không phải đối thủ của thánh quân hai lực lượng này căn bản không cùng một cấp độ dù nhân số có nhiều cũng không có bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Nhưng mượn nhờ cơ giáp lại có thể để cho những tu sĩ này chống lại được cả thánh quân. Có thể nhìn ra được uy lực của những cơ giáp này đáng sợ khủng bố cỡ nào. Thấy cảnh tượng này, thẩm thiên không nhịn được mà cảm thán, không ngờ nhiều năm không về, thánh địa lại thay đổi nhiều như vậy. Có thể nói, với lực phòng ngự của thần tiêu thánh địa, chắc chắn thuộc hàng đỉnh tiêm tại Đông Hoang, đủ để bể nghễ bát phương. Cho dù đại quân tà linh tộc có xâm lấn, Muốn công phá trận địa phòng ngự nơi này chắc chắn không đơn giản." Trương Vân Đình cười giải thích, "Hiện tại, trong ngũ vực, ngoại trừ Đại Hoang Tiên Triều, chỉ e thần Tiêu Thánh địa chúng ta mới là an toàn nhất." Đồng thời, Trương Vân Đình cũng đang cảm khái trong lòng. May nhờ có sư đệ chỉ điểm, tiểu tử Tần Vân Địch kia mới có thể sáng tạo ra nội tình mạnh như vậy trong thời gian ngắn như thế. "Sư đệ, cống hiến của ngươi cho thần Tiêu Thánh địa thực to lớn." Mọi người tiếp tục đi tới, chẳng mấy chốc đã tới gần Tháp Chiến Thần. Nơi này đã thay đổi rất nhiều, tiểu trấn ban đầu đã được xây thành một tòa thành trì to lớn, khí thế hào hùng. Nơi này đông nghìn nghịt người, tới tới lui lui, vô cùng náo nhiệt. Ở đây không chỉ có đệ tử thần tiêu mà còn có rất nhiều đệ tử của các thánh địa khác, thế lực khác ở Đông Hoang. Những người này đều bị tháp chiến thần hấp dẫn mà đến, muốn vào trong đó lịch luyện tăng thêm thực lực. Cho nên có thể nói ở nơi này tập trung rất nhiều cường giả. Kim Đan Nguyên anh qua lại khắp nơi, hóa thần thiên tôn cũng không hề ít trương vân đình lại giới thiệu lần nữa hiện giờ tháp chiến thần cũng là một trong những nguồn kinh tế chủ yếu của thánh địa ngày nào nơi này cũng sẽ có rất nhiều tu sĩ chạy đến lịch luyện đều là đệ tử tinh anh của các thế lực lớn tài chính sung túc mà trong này còn bố trí trận pháp truyền tống thuận tiện cho các tu sĩ này tới lui thông hành bởi vì có tháp chiến thần ở đây nên có rất nhiều người ùn ùn kéo đến muốn vào thí luyện bởi vậy thần tiêu thánh địa có thể mở ra và phát triển một loạt sản nghiệp dây truyền ở đây cũng tỉ như sau khi ngươi vào tháp chiến thần, tân tân khổ khổ đánh suốt một ngày. Có phải sẽ muốn ăn một bữa cơm, uống một chén rượu, nghỉ ngơi thoải mái một chút không? Vậy sẽ phải tiêu tiền, mà thần tiêu thánh địa đã sắp xếp xong xuôi tất cả dịch vụ phục vụ ở đây. Khi thì luyện nhàn hạ còn có thể thư giãn một tí. Đây đều là một trong những nguồn kinh tế, chưa kể muốn dùng hư không truyền tống trận cũng phải tốn linh thạch mới có thể thông hành. Đây cũng là một món tài sản khổng lồ dòng người nơi này lớn tới mức khó mà tưởng tượng nổi, còn có một loạt điểm du lịch tham quan, chụp ảnh lưu niệm, lại bán chút đặc sản vân vân, chỉ một lát thôi đã kiếm được đầy bồn đầy bát. chính là mượn nhờ sản nghiệp dây truyền này thần tiêu thánh địa mới có thể phát triển cấp tốc như thế, mới có tiền rèn đúc nhiều cơ giáp và tường thành như thế. thẩm thiên khẽ gật đầu, hắn đã sớm đoán trước được kết quả này. lúc trước có tháp chiến thần ở đây, sở dĩ thần tiêu thánh chủ không muốn phân thành một nhân tố rất lớn là vì phát triển sản nghiệp dây chuyền này tốc độ kiếm linh thạch không kém tháp chiến thần tí nào nghĩ tới đây trong lòng thẩm thiên không khỏi cảm thán sư tôn không hổ là sư tôn quả nhiên đọc thêm nhiều sách vẫn rất có ích đúng lúc này một cỗ khí thế vô cùng minh mông bất ngờ bộc phát giữa không trung thần tiêu thánh địa thần quang trói loại phô thiên cái địa cuốn tới tỏa sáng cả thương khung quang vũ vô tận bay là tả bao phủ cả một vùng thế giới hiển hiện rõ thần dị Cả đám người ngưng mắt nhìn lên, chỉ thấy có hơn 10 bóng người đang thong thả bước tới. Bọn họ ngự giá thần hồng, thân hình mờ mịt, khí thế minh mông vô biên, chính là cường giả đỉnh cao. Thấy nhiều người xuất hiện như vậy, tu sĩ xung quanh ai nấy đều kinh hãi. Bọn họ vội vàng cúi đầu cung kính thưa, xin chào chư vị thái thượng trưởng lão. Những người này chính là thái thượng trưởng lão của TTTD. Đương nhiên, đó không phải nhóm thái thượng trưởng lão có bối phận cơ ơ nhất mà là mấy người bạch liên trưởng lão, Kim Liên trưởng lão, Xích Liên trưởng lão. Vì trăm năm trôi qua, vị trí thần tiêu thánh chủ đã đổi. Trưởng lão thế hệ bọn họ đều thuận thế tấn thăng thành thái thượng trưởng lão, thân phận địa vị đều tăng lên cực lớn. Chưa kể, thực lực của bọn họ quả thực có thể đảm nhiệm vị trí thái thượng trưởng lão này. Tu vi của ba người Bạch Liên trưởng lão, Kim Liên trưởng lão, Xích Liên trưởng lão đều đã tới bậc chân thánh. Nhưng ba người bọn họ vẫn không phải vai chính. Chương 977, Nhất Ngộ Thẩm Thiên Lầm Chúng Sinh bốn trước những vị thái thượng trưởng lão này còn có hai đạo thân ảnh vô cùng cường tráng nữa phát ngang cùng hư không uy thế vĩ ngạn bàng bạc một người trong đó toàn thân bao phủ lôi đình tiên quang khí tức minh mông như đại dương thâm sâu khó lường chỉ một tia lôi dẫn tràn ra cũng đủ đánh nát hư không người này lập thân giữa hư không dường như quân chủ vô thượng chấp trưởng lôi đình phát tay một cái là có thể thôi động lôi đình vô tận phá hủy đại thế bên cạnh người này còn có một lão đạo sĩ mặc tử thụ tiên y tiên phong đạo cốt Trông ông khá già nua, nhưng trong cơ thể lại ẩn chứa lực lượng vô tận, kinh khủng vô hạn. Một khi sức mạnh này bạo phát ra, giống như thao thiên cự lãng, muốn lật úp cả thiên địa. Thấy hai người này, sắc mặt mọi người đều tràn đầy kính nể và sùng kính. Hai người này chính là t -t -t đi đời trước Trương Long Uyên cùng Bích Liên Thiên Tôn Sở Long Hà. T -t 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 đi có thể phát triển tới bực này hoàn toàn nhờ có hai người họ tỏa chấn. Không ngừng đổi mới hoàn thiện, mới có thể xuất hiện thánh địa có nội tình thâm hậu như thế. Bởi vậy, thậm chí uy vọng của Trương Long Uyên và Sở Long Hà còn vượt qua cả các đời thánh chủ trước. Lúc này, thân hình Trương Long Uyên và Sở Long Hà khẽ nhúc nhích một cái, thế mà đã xuất hiện ngay trước mặt Thẩm Thiên. Ti 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 đi bình tĩnh nhìn Thẩm Thiên, tiên quang quanh thân hơi dập dờn, ông nói: "Thiên Nhi, cuối cùng con đã trở về." Trương Long Uyên có thể cảm nhận được khí chất của Thẩm Thiên thay đổi to lớn, có cảm giác như thoát thai hoán cốt. Dường như trên người hắn có một loại trí bảo vô thượng nào đó, tản ra khí tức minh mông khó lường, không thể tùy ý chạm vào. Nghĩ vậy, Trương Long Nguyên không nhịn được mà cảm khái. Thiên Nhi thực không hổ là khí vận chi tử, biến mất nhiều năm như vậy, quả nhiên đã tìm được cơ duyên lớn. Để hắn làm thánh chủ, nhất định ti 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 đi có thể khinh thường chư thiên ngũ vực. Ôi 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 ôi, thấy thẩm thiên trở về, tất cả mọi người đều rất vui vẻ. Bích liên trưởng lão sở Long Hà cũng đi ra, mày trắng khẽ nhếch cười nói, sư điệt, lần này thu hoạch thế nào? Hôm đó ông đã tận mắt nhìn thấy Thẩm Thiên tiến vào Thế Cờ Hồn Thiên, biết được nhất định hắn sẽ thu được cơ duyên lớn. Dù sao khi bọn họ còn không phá được cục cũng đều được nhận ban thưởng của Truyền Tiên Khí. Thẩm Thiên có thể phá cục được, làm sao lại thu hoạch ít được chứ? Về chuyện Thẩm Thiên mất tích tận 180 năm ư? Nói thật, bọn họ cũng không quá lo lắng, Thế Cờ Hồn Thiên chính là do một vị đại năng vô thượng của tiên giới để lại. Thẩm Thiên đã tiến vào Thế Cờ Hồn Thiên, nhất định sẽ được đại năng che chở làm sao gặp nguy hiểm được chứ? Cộng thêm khí vận vô thượng của hắn, quả thực là thiên mệnh chi tử danh xứng với thực. Tất cả mọi người đều giang chờ mong thẩm thiên mang theo đại cơ duyên trở về. Hôm nay gặp được, quả nhiên, chỉ riêng điều khí tức trên thân thẩm thiên khiến cho bích liên trưởng lão cũng cảm thấy áp lực, ngẫm không thấu. Xem ra tiểu tử này thu hoạch được rất nhiều đó. Thẩm thiên tiến lên một bước, chắp tay cung kính nói, làm phiền sư tôn sư bá lo lắng, quả thực đệ tử đã thu được một chút cơ duyên, trương long uyên cùng sở long hà đều là tiền bối mà thẩm thiên kính trọng nhất đương nhiên hắn phải lễ phép trả lời ha ha tốt không hổ là thánh chủ đời này của thần tiêu thánh địa ta quả nhiên khí vận vô thượng sở long hà phóng khoáng cười nói ánh mắt tràn đầy hài lòng mặc dù các vị thái thượng trưởng lão khác không nói gì nhưng cũng hết sức vui mừng bọn họ đều tận mắt nhìn thấy thẩm thiên lớn lên đều coi hắn như hậu bối của mình thấy thẩm thiên bình an quay về các vị thái thượng trưởng lão cũng vô cùng vui vẻ ầm ầm nhưng vào đúng lúc này đột nhiên có tiếng vang bên ngoài khi mọi người nhìn lại chỉ thấy rất đông đệ tử thần tiêu đang đứng trước những tiên đạo cơ giáp kia đứng đầu các đệ tử chính là người quen cũ của mọi người tống phú quý lưu thái ất hùng mãnh tần vân địch ai nấy đều tràn đầy cung kính và thành ý tống phú quý đứng đầu đội ngũ kích động hô lớn chư vị đồng môn thánh chủ mới của chúng ta về rồi mau thể hiện lòng nhiệt tình của các ngươi cung ninh thánh chủ trở về đi y vừa dứt lời tất cả đệ tử thần tiêu lập tức sôi trào. Bọn họ nhao nhao tế ra trường kiếm của mình ném lên trời, thôi động pháp quyết, điều khiển vị trí trường kiếm. Vô số thanh trường kiếm nhấp nháy quang mang hiện ra ngân quang thịnh liệt không ngừng đan xen lượn lờ, kiếm mang vô tận triệt để che kín thương khung. Tiếng kiếm minh vang vọng khắp thiên khung, âm thanh sục sôi kia như thấm vào tận xương người ta, khiến người ta sôi trào nhiệt huyết. Mọi người đều nhìn theo hướng kiếm bay hoa mắt, vô số trường kiếm bay múa giữa không trung phát hỏa ra từng đạo kiếm ảnh chói mắt cuối cùng vô số trường kiếm đã sắp xếp chỉnh tề xong xuôi giữa hư không ngưng tụ ra một chữ thiên khổng lồ khí thế rộng lớn bảng bạc tràng diện vô cùng hùng vĩ lúc này vô số đệ tử thần tiêu đều thành kính hét lớn tiên tri đỉnh ngạo thế gian nỗ lực tu tiên từng ngày đi theo thánh chủ tất thành tiên tiếng vang oanh minh vọng khắp thiên địa khiến tâm thần người nghe phải dập dờn nhưng không chỉ vậy tần vân địch tế ra một lệnh bài trong tay trước mắt đã thắp sáng mấy ngàn tiên đạo cơ giáp lập tức bọc phát ra thần quang sáng chói bắn ra từng đạo hỗn nguyên thần lôi sông thẳng lên chân trời. chương 978, sửa chữa thần tiêu lôi đế kỷ 1. Từng đạo lôi đình ngũ quang thập sắc sông thẳng lên không chung, ẩm ẩm nổ ra. Khói lửa trói lóa chiếu rọi thiên địa, những hỗn nguyên thần lôi này đều là thiêu đốt vô số linh thạch hội tụ lại mà thành, hiện giờ đều đang thỏa thích nở rộ như không cần tiền chỉ vì chúc mừng thẩm thiên trở về. Trong khói lửa vô tận bao phủ, tất cả đệ tử thần tiêu đều kho mình hành lễ, cùng nhau hét to, đệ tử thần tiêu cung nghênh thẩm thiên thánh chủ. Thấy một màn này, tất cả mọi người đều nghẹn họng chân chối nhìn, thầm than món chi này thực sự quá lớn. Chỉ riêng linh thạch tiêu hao so ra đã vượt xa tổng thu nhập suốt mấy năm của đông thiên phúc địa. Mà lúc này, rốt cuộc đệ tử của các thế lực lớn xung quanh đã kịp phản ứng. Nhiều trưởng lão đỉnh cao của thần tiêu thánh địa như vậy xuất hiện, hao tốn xa xỉ như vậy chính là vì thần tiêu thánh chủ thế hệ này thần tiêu thánh chủ thế hệ này không phải thẩm thiên đã biến mất nhiều năm sao. Nói cách khác, nam nhân rong rồi ngũ vực dương danh thiên hạ trước kia đã về rồi. Chỉ trong chốc lát, tất cả đều sôi trào. Mặc dù những tu sĩ này đa số đều là tiểu bối mới quật khởi gần đây nhưng ai cũng đã từng nghe danh hào thẩm thiên. Cái gì mà thủ tịch tắc hạ nhân viện, cái gì mà vừa mới vào học cung đã có thể nghịch phạt thánh quân thất kiếp. Cái gì mà trong kiến mộc giới đã khám phá ra thế cờ hồn thiên mà không ai có thể phá ngay cả thạch thiên tử đã quát tháo phong vân đồ diệt vô số tả linh cũng tự xưng không bằng thẩm thiên mặc dù thẩm thiên đã biến mất 180 năm nhưng những năm này uy danh của hắn không những không giảm chút nào mà còn càng thêm truyền kỳ hóa hơn đại tranh chi thế xuất hiện thiên kiêu tầng tầng lớp lớp yêu nghiệt thiên tư tuyệt đỉnh cũng tầng tầng lớp lớp nhưng không ai có thể phá được truyền kỳ về thẩm thiên lúc trước thậm chí có thể nói là kém xa tít tắp cho tới bây giờ bọn họ mới hiểu được thiên phú và chiến lực của thẩm thiên khủng bố cỡ nào đơn giản là khoáng cổ tuyệt kim, không ai bằng, nhìn khắp vạn cổ cũng không ai làm được tới mức này, lập nên được thành tựu bực này. Bởi vậy, thấy thẩm thiên bình an trở về, trong lòng mọi người đều tràn đầy chấn kinh và mừng rỡ. Vào thời khắc tà linh tộc ngoại vực làm hiệ thương sinh, cường giả thiên tư vô thượng bực này quay về là chuyện tốt. Có thẩm thiên thánh chủ gia nhập, nói không chừng có thể đối kháng với tà linh ngoại vực tốt hơn nữa. Toàn bộ thần tiêu thánh địa đều vô cùng náo nhiệt tất cả mọi người đều đang nhảy cẫng lên hoan hô chúc mừng thẩm thiên trở về trong vô số tiếng hoan hô thẩm thiên được trương long uyên nghênh đón lên thánh chủ phong hai người tiến vào thánh chủ điện lôi đình tiên quang quanh thân trương long uyên vẫn nhẹ nhàng dập dờn ông nói thiên nhi bây giờ con đã bình an trở về là lúc đảm nhiệm vị trí thần tiêu thánh chủ rồi lúc này bổn tỏa sẽ trao vị trí thánh chủ cho con để con dẫn dắt thánh địa chống lại tà linh ngoại vực thân thể thẩm thiên khẽ rung lên trang nghiêm chắp tay đáp vâng đệ tử cần tuân sư tôn dạy bảo nhất định thể sống chết thủ hộ thánh địa chống lại tà linh trương long uyên khẽ gật đầu sau đó lấy ra một tấm lệnh bài vàng óng trên đó lượn lờ quang mang khắc ấn hoa văn kỳ dị giữa lệnh bài còn khắc hai chữ thần tiêu chữ như cầu long cường tráng hữu lực ẩn chứ uy nghiêm lớn lao đây chính là lệnh bài của thần tiêu thánh chủ thánh địa là tượng trưng cho thân phận thánh chủ mà thánh chủ lệnh có rất nhiều công năng quyền hạn cực lớn không chỉ có thể hiệu lệnh đệ tử trưởng lão thần tiêu còn có thể khống chế toàn bộ đại trận của thần tiêu thánh địa. Đây chính là đại trận truyền thừa từ xưa tới nay của thần tiêu thánh địa, ẩn chứa thần uy vô tận. Có thể nói, thánh chủ lệnh chính là hạch tâm của thần tiêu thánh địa, thao túng cả thánh địa, cực kỳ quan trọng. Thẩm Thiên đã đảm nhiệm vị trí thần tiêu thánh chủ, đương nhiên thánh chủ lệnh này sẽ được truyền lại cho hắn. Trương Long Uyên đưa thánh chủ lệnh cho Thẩm Thiên, nói "Thiên nhi, con đã đảm nhiệm vị trí thần tiêu thánh chủ, vậy thánh chủ phong và tất cả tài nguyên của thánh địa đều giao cho con sử dụng." Còn nữa, đế khí truyền thừa của bổn môn Thần Tiêu Lôi Đế Kỳ cũng do con bảo quản. Nói xong, Trương Long Uyên lấy ra một vật nữa, lôi quang nhấp nháy, sấm sét vang dội, tỏa ra uy áp lớn lao cuốn tới. Trước mặt họ hiện ra từng cây cờ mờ mịt thần quang chói mắt. Mỗi một cây cờ đều tỏa ra uy áp lớn lao, khí tức không kém gì chuẩn đế khí. Tất cả cờ xí liên hợp, có thể thấy được uy năng đế khí. Tiên quang quanh thân thể Trương Long Uyên hơi dập dờn. Ông nói, thần tiêu lôi đế kỳ có một cờ chủ và 10 cờ phụ, có thể bộc phát ra uy năng vô thượng. Còn có thể dùng thần tiêu lôi đế kỳ làm kỳ trận, bố trí ra thần tiêu thiên lôi đại trận. Vào thời kỳ đỉnh phong, thậm chí còn có thể chấn sát cả đại đế. Lúc trước, thần tiêu đại đế đã dùng lôi đế kỳ giết ra uy danh hiển hách cả ngũ vực, thành công lập nên thần tiêu thánh địa, uy trấn ngũ vực. Vật này chính là biểu trưng của bổn môn, cũng là vật quan trọng nhất. Thần tiêu lôi đế kỳ cực kỳ chân quý, uy năng vô tận vượt xa đế khí bình thường sổ dọc nhưng trong trận chiến tung thiên vạn năm trước tà linh vô thượng đã xâm lấn ngũ vực vô số thế lực đã bị tổn thất nặng nề ngay cả đế khí thần tiêu lôi đế kỳ của bổn môn cũng bị hủy trong chiến dịch kia đã qua vạn năm mặc dù bổn môn đã dốc hết toàn lực muốn chữa trị đế khí này nhưng vẫn không thành công hiện giờ thần tiêu lôi đế kỳ chỉ còn lại một cờ chủ và bốn cờ phụ thanh long chu tước huyền vũ kỳ lân hiện tại Mặc dù uy lực của thần tiêu lôi đế kỳ đã sụt giảm nhưng vẫn được kê vào hàng đế khí. Hôm nay bổn tỏa truyền thừa lôi đế kỳ cho con. Một là để con dùng nó bảo hộ bản thân, sát phạt tà linh. Hai là hy vọng một ngày kia, đế khí truyền thừa của bổn môn lại có thể khôi phục vinh quang ngày xưa trong tay con. chương 979, Sửa chữa thần tiêu lôi đế kỳ 2. Trương Long Uyên bình thản nhìn thẩm thiên nhưng trong lòng tràn đầy cảm khái. Ông hiểu, Muốn để thần tiêu lôi đế kỳ quay lại được thời kỳ đỉnh phong thì vô cùng khó. Toàn bộ thần tiêu thánh địa đã dùng cả vạn năm, tiêu hao vô số tài nguyên cũng chỉ chữa được một cờ chủ và bốn cờ phụ. Đây là vì cờ chủ này và bốn cờ phụ không bị phá hủy triệt để mà chỉ bị hỏng thôi. Nhưng dù vậy cũng đã hao hết tâm lực của tiên hiền, khó khăn lắm mới chữa được như vậy. Còn sáu cờ phụ khác thì không có bất kỳ biện pháp nào phục hồi như cũ. Bởi vì chúng đã bị phá hủy triệt để trong chiến dịch vạn năm trước trừ phi được rèn đúc lại một lần nữa nếu không trên cơ bản không thể phục hồi như cũ nhưng rèn đúc lại ư nói thì dễ dù sao đó cũng là đế khí chỉ có đại đế mới có thể luyện chế ra mà đã bao năm rồi ngũ vực chưa từng sinh ra đại đế ngay cả hoang thạch đế quân nghe nói vẫn còn cách đại đế chân chính một khoảng cách không nhỏ bởi vậy chuyện này vẫn cứ kéo dài tới giờ mà lôi đế kỳ cũng không thể phát huy ra hết uy lực mạnh nhất Hiện giờ Trương Long Uyên giao thần Tiêu Lôi Đế Kỳ cho Thẩm Thiên, trong lòng cũng ẩn ẩn chờ mong. Bởi vì Thẩm Thiên chính là khí vận chi tử khoáng của Tuyệt Kim, có được khí vận vô thượng. Hắn có thể biến tất cả mọi chuyện không thể thành có thể. Nói không chừng Lôi Đế Kỳ có thể quay lại thời kỳ đỉnh phong trong tay Thẩm Thiên. "Vâng, thưa sư tôn, đệ tử nhất định sẽ dốc hết khả năng chứa trị thần Tiêu Lôi Đế Kỳ." Thẩm Thiên nghiêm túc nhận lấy thần Tiêu Lôi Đế Kỳ, cũng cảm nhận được một sứ mệnh nặng nề được đặt lên vai mình vị trí thần tiêu thánh chủ không chỉ là một danh hiệu mà còn là sứ mệnh là trách nhiệm từ hôm nay trở đi hắn phải phụ trách bảo hộ uy nghiêm của thần tiêu thánh địa bảo vệ cho an nguy của đệ tử dẫn dắt thánh địa lên đỉnh vinh quang nhưng thẩm thiên cũng không cảm thấy ấm ức hắn vẫn tương đối có tình cảm với thần tiêu thánh địa dù không đảm nhiệm vị trí thánh chủ hắn cũng sẽ bảo vệ thánh địa tốt rất tốt lôi đình tiên quang quanh thân thể trương long uyên kịch liệt dập dờn trong lòng tràn đầy vui mừng truyền được vị trí thánh chủ cho thẩm thiên, rốt cuộc ông cũng buông được nỗi lo trong lòng. Ông tin từng chắc chắn thiên nhi có được mệnh cách tiềm long thăng uyên vô tận. Dưới sự dẫn dắt của thiên nhi, nhất định ngũ vực có thể đánh thắng trận chiến khó khăn này. Dù sao, đây cũng là thời đại thuộc về hắn. Trương Long Uyên quay lưng rời đi, giao thánh chủ phong lại cho thẩm thiên. Thân là thần tiêu thánh chủ đời này, đương nhiên thẩm thiên sẽ ở lại thánh chủ phong. Trương Long Uyên sẽ tới chỗ các thái thượng trưởng lão ở, tiếp tục bảo vệ thần tiêu thánh địa. Thấy Trương Long Uyên đã rời đi, Thẩm Thiên cũng bắt đầu nghiên cứu thần tiêu lôi đế kỳ trong tay. Hắn có thể cảm nhận được mặc dù thần tiêu lôi đế kỳ đã bị tàn phá nhưng sức mạnh ẩn chứa trong đó vẫn cao hơn chuẩn đế khí nhiều. Dù sao cũng là một món đế khí, nếu có thể sửa nó cho tốt, đến khi bộc phát ra uy lực sẽ không kém gì Thái Dương thần lô, thậm chí có thể còn mạnh hơn. Nhất là loại đế khí như này, dù là để sát phạt hay phòng ngự cũng đều cực kỳ cường hãn nếu dùng thần tiêu lôi đế kỳ trong trạng thái hoàn chỉnh bố trí ra đại trận thần tiêu thiên lôi gần như mọi sinh linh dưới cấp đế chạm vào là chết ngay như vậy cũng có thể thủ hộ thần tiêu thánh địa tốt hơn phòng ngừa tà linh xâm phạm làm sao để sửa đây thẩm thiên cau mày lại dù sao cũng là đế khí mà há lại dễ dàng sửa vậy sao huống hồ thẩm thiên cũng không hiểu lắm về luyện khí nhiều lắm cũng chỉ từng luyện chế đạo khí bổn mệnh cho mình mà thôi như nghĩ tới chuyện gì đó hai mắt thẩm thiên tỏa sáng, bèn hỏi, lão Diệp, ông biết sửa đế khí này thế nào không? Nếu mình không nghĩ ra được vậy thì đi hỏi, có tài nguyên tốt như vậy mà không dùng chẳng phải quá lãng phí sao? Diệp kình thương thân là đại năng tiên giới, kiến thức rộng rãi, chắc hẳn sẽ có biện pháp. Giọng nói của Diệp kình thương rung lên, hỗn độn tân hỏa thúc khí của tiểu tử ngươi không chỉ có thể đúc thành đạo khí bổn mệnh mà bản thân nó cũng là một pháp môn luyện khí trí cao vô thượng. Tuy thực lực hiện giờ của ngươi còn không thể luyện ra được đế khí, nhưng luyện một chút chuẩn đế khí thì hoàn toàn không vấn đề gì. Dù sao ngươi cũng khống chế được hỗn độn chân hỏa, đó chính là hỏa diễm vô thượng mà bao nhiêu luyện khí tông sư phải tha thiết ước mơ đó. Cờ phụ của thần tiêu lôi đế kỳ có cấp bậc chuẩn đế, ngươi hoàn toàn có thể phỏng chế ra những cờ phụ kia. Sau đó phối hợp với cờ chủ, nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra sẽ có thể phát huy ra được uy lực của đế khí. Nghe Diệp Kình Thương nói vậy, hai mắt thẩm thiên sáng rực, nên nhớ hỗn độn tinh thần kiếm mà hắn luyện chế ra thì chính là cực phẩm tiên khí nhưng uy lực của nó hoàn toàn không kém gì chuẩn đế khí thậm chí còn một số mặt còn hơn đây là vì có hỗn độn chân hỏa gia trì khiến cho trong đạo khí bổn mệnh của hắn sinh ra được linh khí tiên thiên nên mới được như vậy ví dụ này đã cho thấy hỗn độn chân hỏa có lợi thế to lớn với luyện khí cho nên với thực lực hiện tại của hắn muốn luyện chế chuẩn đế khí đúng là không khó nghĩ vậy thẩm thiên không chút do so dự đi thẳng vào kho bảo vật của thần tiêu thánh địa